cái chương trình học của bữa mình học xong cái phần tâm bất thiện á. Chiều nay á, sau khi sư đề lại đó thì sư gửi cho các quý cô 4 bài thiền của ngài Tathula, tức là từ 17 tới 20, rồi sau thì sao thì sẽ giải tiếp nữa. Thì cố gắng làm sao trong cái một tuần hai tuần nữa là phải in cái bộ sách cái ngài Tathula để gửi qua bên ngài Masi, bên ngài Tathula tôi cố gắng. Thành ra sư cũng rất là bận rộn chút này, rồi các quý Phật tử nghe cái tin và Thích Minh Châu mới vừa tin và mất rồi, thì cái niềm xót thương của tăng ni và nữ tăng nữ cũng như bạn nhớ đó, phải nghĩ tới ngày rất nhiều cuộc đời đó, Phật thường đó là sống để mà kêu được kêu tạng cho người Việt Nam học học. Và cái điều mà cao quý á, các quý Phật tử mình biết á, là nó có ba điều mà sư thấy và cao quý. Thứ nhất á, là bà cũng Thích Minh Châu không phải là người của Tăng Tông, không phải là người giáo viên thủy xuất thân từ đại viện Phật học Huế, rồi Phật tử đi du học ở bên Đà Ấn Độ, học ở đó, nghiên cứu đó, rồi tìm hiểu từ trung tạng Bali, thấy rồi là chánh gốc hay là đó là chính phái, thì đó mới đem trở về để mình truyền bá, truyền ra. Nhưng mà cái điều thứ hai là trong cái quá trình dịch á, là bị sự chống đối kịch liệt của bên Pháp Thái, Pháp Tông, cho rằng là phản bội cái công lao của các vị đã nuôi dưỡng mà đi về á, thì mặc y đắp đi ca sa chứ không phải áo tràng của Bắc Tông mà của bên Tàu. Do đó đó là cũng bị chống đối, là không có cho kêu khởi cái y đó ra, mặc đồ áo tràng của người Trung Hoa họ đặt ra như vậy đó. Thì mà thường Minh Châu thì cho rằng không được, tại vì nó có trong câu chuyện đó là bên em quý sư giúp và thường Thích Minh Châu mới được du học Nalanda. Khi mà tới qua đem cái giấy tờ mà được đi học ở tại Nalanda đó, thì họ không có nhìn nhận cái vị này là một cư sĩ, nói là một cư sĩ đầu trọc thôi, lại mặc áo như vậy không đúng, thì hòa thượng mới bị lang thang ở trên New Delhi, không có việc nào đi làm được. Thì lúc đó đó thì có cuộc hội nghị Phật giáo quốc tế tổ chức tại New Delhi, thì có ngài Hộ Giác, ngài đi dự lễ bên đó, lấy danh hiệu của Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam qua dự lễ, thì biết hòa thượng Minh Châu. Nó hỏi thì qua đây có cái gì không, thì mà thằng Minh Châu mới kể rằng là không có được vô Nalanda vì họ nói là cư sĩ trọng, không phải là người xuất gia, nhà sư. Thì hỏi tại sao, thế nó mặc y áo thì không đúng, áo tràng của Phật Tông của Trung Quốc đã tạo ra, không phải của Đức Phật sư khi vắng đi, do đó Nalanda không chấp thuận. Thì ngài không dám ra mới nói không có gì khó, lên khách sạn của ngài, ngài lấy một y ra để chỉ dẫn đi chỉ mặt quán nghi xong xuôi làm sao đó là vô nạp lại thì thấy là y hỏi ai cho tấm y này, thì nói là ngài Hộ Giác, lúc đó ngài Hộ Giác có tên tuổi đó, thì trường Nalanda cho mua học. Từ đó và từ Minh Châu mới biết được là cái y này đó là một chính sách quốc tế, nó không có nằm trong thức trầu đo hạn chế của cái sinh hoạt của Phật giáo và người xuất gia. Do đó là cứ mang cái bộ y này mà đi dự các nơi nào cũng mặc cái bộ y đó là điều thứ hai. Là điều thứ ba đó, khi trở về đó thì tất cả các vị hòa thượng ở bên Bắc Tông từ miền Trung xuống tới miền Nam đều tới công kích chỉ trích là hòa thượng Thích Minh Châu phản bội, là không có nói tới cái A Di Đà, không nói tới những các danh sinh của các vị xưa tại Thế Chí, Quán Thế Âm không có nói, và luôn luôn là đưa lên cái kinh tạng Bali là cái điều đó là chính yếu, đó nó các vị không cho. Thì dịch kinh sách là không được dịch tại Đức Bạc Hạnh,
mà phải lên bảo bỏ lòng và trên Đà Lạt ở nhà cư sĩ mới dịch kinh sách đó, không được đi ra. Và kinh sách được ra là không được đi giảng dạy, và chỉ lấy một phân khoa là Bali ngữ trong trường đại học để mà nói là dạy Bali ngữ chứ không phải dạy trường đại Bali. Nếu mà vậy đó thì bắt đầu không cho, chống đối. Thì bà Thượng Minh Châu phải nhẫn nại và chịu đựng, nhẫn nại và chịu đựng suốt như vậy đó, tại vì bắt đầu không cho, đó là ngoại lai, là không có đúng, phải là điều hán tạng đúng, làm Di Đà phải có chứ không có Thích Ca. Đó là như vậy. Do đó bà Thượng Minh Châu không có chịu đựng được đó, chịu đựng cho tới năm 1975. Thì lúc đó đó thì Việt Nam phải chấp nhất đã đi xuống, và lúc đó mà Thượng Minh Châu lại được lên là cái hình ảnh 1966 64 tới 66 và Thượng Minh Châu làm việc cho Hồ Chí Minh trong ngoài hàng bên Ấn Độ. Lúc đó là hội nghị Phật giáo Phi Liên Kết, à, hội nghị quốc tế mà Phi Liên Kết, các quốc gia Phi Liên Kết, thì Hồ Chí Minh có tới dự và cấu kết với đình và Thượng Minh Châu để trở về làm việc cho đất nước. Thì lúc đó 75 vô và Thượng Minh Châu chinh ra hết tất cả những cái đó, thì bên Việt Nam thống nhất sụp đổ. Khi mà thống nhất năm 80 Phật giáo đó, và Thượng Minh Châu lại là cái thế mạnh, mới lại lấy cái đó mới đưa ra kinh tạng Mali trả ra lại được, lấy cái đó mới đưa ra kinh tạng Mali mới được. Thì bên Bắc Tông nó thua và công kích chỉ trích và thậm chí là chống đối cũng khiếp, rồi trao trả cái trường đại học Bằng Hạnh ở trường Trương Minh Giảng rồi lại cho một đường và Võ Như Huy hồi xưa, rồi là sau này gọi là Nguyễn Kiệm của Phú Nhuận, lấy một cái căn đó là một cái night club mà của chính phủ nó giao, nó có hồ bơi đủ thứ hết trên đó. Thì thành Thượng Minh Châu lấy cái đó để làm cái cơ sở để mình tiếp tục rồi là anh tống được diễn ra rất khó khăn. Thì bắt đầu bắt là chống đối, không cho phổ biến kinh tạng Mali, cho là ngoại lai, không đúng chánh pháp. Thì thành Thượng Minh Châu làm tiếp tục suốt như vậy đó, thì nó mới đưa ra cái thế là đưa và Thượng Minh Châu đi dự những cái cuộc hội nghị quốc tế. Sau 1980 thống nhất Phật giáo rồi đó, đưa mình quốc tế thì bà Thượng muốn đi. Khi mình đi như vậy đó thì không được làm kinh sách, nên cái phần đó là cái bộ mà Khuddaka Nikaya là tiểu bộ kinh đó, nó còn có 18 tập làm được, thì mới giao lại cho số điện tử của mình làm. Mà trong cái đó thì có hai vị là được làm cận cuối kề nhất đó, là thầy Thích Chân Thiện. Nhưng mà thầy Thích Chân Thiện á là giống như là phó assistant trực tiếp của bà Thượng đó, thì nó kêu đưa vô làm đại biểu quốc hội khóa 8, khóa 9, khóa 10. Nhưng mà thầy Chân Thiện không chịu, trục xuất ra khỏi Dân Hành, đuổi trở về quê ở cái chùa Thượng Văn và khống chế tại đó. Thầy như đây là chống đối với giáo hội, thầy nâng gãy một cánh tay, gãy một cánh tay. Những vị đó là nó còn bên đây là Thích Chí Hải, Thích Đức Chí Hải xe đụng chết tan xác và không còn có sự nghiệp làm gì cả. Hai bên có những cái khách khó như vậy. Còn những người còn làm việc lại như Chí Siêu, Hằng Sĩ, thầy Sĩ là những cái mình là đưa cái thế mạnh của Bắc Tông ra chứ không chấp nhận cái hình thức của mình kỳ gia. Nên sư khi sư được nhận cái tin thì thầy cô đi viên cho sư biết là Hòa Thượng Thích Minh Châu ra đi. Đi lo cái đó là cái niềm rất nỗi lo của sư nhiều lắm. Suốt mười mấy năm nay sư ẵn chặt để mà sư làm kinh tạng, mà sư nghĩ là chỉ còn có một mình sư thôi thốt để mà làm việc thôi, chứ không có ai còn làm. Mà bên tiền đồn bên kia là Hòa Thượng Minh Châu còn sống á thì còn làm được. Cái hơi thở của Hòa Thượng còn sống á thì Nikaya vẫn còn được phát triển mà được dạy học tại Lê Văn Hành Đường và các trường Phật học được. Nhưng mà hình ảnh của Hòa Thượng Minh Châu ra đi an táng trong một cái bảo tháp xong rồi thì coi như là khóa sổ, đóng cửa. Và từ đó chỉ còn là cùng tí là Pháp Tông và Kim Tạng là thôi, chứ không có Bali được nữa vì họ không cho.
với cái chiều hướng mà như vậy đó, thì sư biết rằng ở ngoài ngoại quốc á thì đơn chiếc của một mình sư làm việc mà không có cách nào làm việc khác hơn như những cái khả năng sư. Giờ sẽ có cả ngàn những cuốn sách nhưng mà sư cũng không thể làm ra được, vì như vậy đem về dưới á vì Việt Nam nó xóa đoạn hết cũng như không. Nên giờ sư đang nghĩ là cái tiền đồ mà chuyển tặng Bali đang có một cái vấn đề ở ngoài Bắc á, thì là cửa ngõ của Trung Quốc đưa chuyển tặng vào, và sau này nước Việt Nam mình, đất nước của mình không chịu thấy là nơi nào cũng đổ đôi liễn bằng chữ Hán, nơi nào cũng xây cái chùa theo cái máy công công của Tàu, thì khi mà nó lấy vô liền bước qua hỏi đất nước của mình sợ chiếm đất nước của ta, nếu không đất nước của tôi nơi nào cũng có chữ Hán, nơi nào cũng có chữ Hoa, học chùa đi, chùa là chẳng quá mà là hiện tại toàn kinh tạng của tôi chữ Hán chữ Tàu, không không có một cái tiếng nào Bali, không có tiếng nào của Việt Nam, thì coi như là đồng quá. Thì đó là mình vô tình cẩm thắng cánh này nhà trong cách rất là thảm hại là như vậy đó. Nên còn Thượng Minh Châu ra đi á, thì tới tuổi già sức yếu đi là phải, 93 tuổi mình đồng ý chứ không thể là giữ hơn, nhưng cái đó cái đau cho Phật giáo nói riêng là Việt Nam, cái đó là thì rất là nguy. Sư suy nghĩ cái đó đó, nên sư cũng không có muốn ra đi bên ngoài nhiều. Nhà con mình sư trên nước Mỹ này làm việc là âm thầm lặng lẽ ngày đêm qua rồi đi ra ngoài đắt lại, nhà sư muốn thu người lại ở đây cái góc độ chùa và sư làm kinh sách ra cho nó mau lại, cho nó ra đủ lúc nó có thể phát triển hay gì dần lại, chứ thật ra không cách nào hơn. Một con chim én không làm nên cũng xuân, ảnh hổ đang định cuồng hùng khó lắm. Và sư thì sư gán không cự mà sư đã không có muốn ra bên ngoài gì, là vì không ai làm thì phải làm, nhưng mà làm vậy đó thì rất là mỏng manh, cái mạng sống của sư rất là mỏng manh. Cái kinh tài sư đẩy là tổ chức trụ xe hai lần, tôi xuống cái sở công an phố tôi nói ở đây làm sự tổ chức, họ nói chết tôi làm cái gì hả. Sư đó do đó đó thì sư qua tới bên đây á, những người thật tử nói sư là bổ cái tay để mình lấy cái tay làm việc lại, thì sư mới nói không cái nhìn thấy này nhắc nhớ ở cho sư cái đó là cái tay này đến sư. Thì hai năm sau thì sư cô đi hạ bệnh viện chết, cái đó cũng là cái trạng thái xuất tập của sư liên tục như vậy đó. Thì những cái điều đó nó luôn luôn có những cái không có đồng ý, và sư không có làm việc chứng bất cứ một áp lực nào cả, thì chỉ làm việc cái đào tạo với Đức Phật mà thôi, chứ không có bất cứ một áp lực nào đủ để mà làm cái sư. Chưa có một người nào ra lệnh mà sai khiến sư được với dưới nhà tận sự thầy của sư hay là mẹ của sư, chứ không có ai ra lệnh sư được hết á. Do đó đó họ biết, và không có người nào mà đọc tâm tạng mà sáu lần xuyên suốt, mà cả chú giải như Kaya như cả như xây giá luôn sẽ đọc suốt, người ta khó lắm. Do đó đó thì sư cũng nói tự đi lại là sẽ càng phải thu thúc lại nữa, cái đó lý do mà sư cũng nói tâm sự để thông minh tốt cho ra sư càng bất ít ra ngoài để cho sư làm xong cái đại nghiệp của sư xong, thì lúc đó có gì mình làm cho bây giờ sư thấy ai làm được thì mình đã mua lên nào chứ tất cả chứ sư có được khả năng sư bắt đầu không còn nữa. Và thì bên trong anh đi coi như đó là cái những cái tiền đồ để mà bảo vệ cái tiền tàng Bali nó mất rồi. Nhìn vào cái đám tang chỉ có hai vị sư là sư Thiện Tâm và sư Thiện Chánh, và cái hai vị đó đều là ủy viên phó chủ tịch phó ban chứ không phải là những người thượng thứ. Nhìn vô cái đó đó thì sư nhìn thấy rất là đau xót, hai cái vị đó là họ muốn được là
được chứ được được cử làm. Và sư Tránh là đã từng là tranh cử quốc hội của Hà Nội nhưng mà không được đắc cử thôi, chứ cũng là vô tình được sách là thi cử để mà tranh đua là tranh cử quốc hội của Hà Nội. Cái đó thì tất cả những điều đó nó không có nằm trong Phật giáo thuần túy, mà nhìn vô đó hai sư là sư thấy cái nỗi lo không còn để mình nè. Thì sư nói tự là cố gắng mình học một thời gian, mình gói ghém là mình học một thời gian để cho lo cái chuyện pháp mình được còn xong, chứ còn lại ra thì sư nghĩ sư không có thời gian, sư cũng không có gì làm bất cứ một việc từ nước ngoài đó. Thì các vị trưởng lão mà còn sống làm cho sư thì sư có gì giờ để sư làm nó hay, nhưng giờ các ngài đi hết rồi thì mới không làm sư. Sư thấy mà sư che tàn có mang vọng, sư không có cái người kế thừa. Ngài tự sự á, ngài đã đi, ngài còn có sư này đứng để mà nói lại những điều gì mà sư học với ngài. Sư nếu mà sư ra đi thì nhà mình không có cái người để làm kế thừa, không có. Nếu mà tự thấy hôm nay người ta học đây là cái vỏ lòng, còn ở nhà cô Thảo là cái vỏ bên ngoài của mặt thú, cái chưa đi vô của mặt thú, thì biết bao giờ các quý cô mới đi vô rồi. Trong gì đó đó sư học hai chữ tham ăn cái nhà mình sẽ 6 tháng là từ sư và cả xong của tâm tạng sư đã đọc cái đoạn xong rồi, tiếng Thái sư đã đọc cho được rồi, tiếng Bali sư đã đọc cho được. Tính tự thấy gặp là khó mà tìm lại bây giờ người để mình chết cho sự nghiệp này, không ai cho sư, cho Tam Bảo, cho Đức Phật, cho Phật Pháp, còn con có trên nước Mỹ này, ở đây cả miền Đông Bắc, cái miền Nam, miền Tây cũng có. Nói ra như vậy mình tự thấy khó lắm. Nên tự hoan hỷ xúc động và chia sẻ thì cầu nguyện cho Hưng Linh Ngài và Thượng Minh Châu được an vui trong cõi an lạc. Nhưng mà cái nỗi lo của Phật Pháp tiếp tục là còn nhiều vấn đề phải nan giải. Chị xin nghe. Anh Đa Phật kính bạch sư và những lời dạy của sư á, những ngày qua nó cũng làm con rất là chấn động. Như những cái suy tư như bạch sư vậy đó. Dạ thì con có một cái ý định mà mấy hôm nay con cũng làm việc với trong gia đình với một số thân hữu. Dạ là tại vì chúng con có một cái duyên rất lớn được học Kim Nikaya với sư trong 2 năm qua. Thành thử con cũng định là kêu gọi những người thân pháp hữu, mình mỗi người một chút nhân duyên để mà gieo với nhau để mà gửi bên đó mình có thầy nhân trí đó thì sẽ đi phúng điếu. Nhưng mà con nghĩ là đấy một cái tiếng nói rằng là ở hải ngoại chúng con cũng rất là trân quý, rất là xúc động, rất là chân thành, trân trọng khi mà được học những cái bộ kinh mà ông đã giảng. Dạ thì con cũng kính xin sư dạ, cho con thôi mình hồi phước dạ. Để mà mình phúng điếu hay là phúng dường cho tang lễ và thượng minh châu thì sư anh vô đan với phật tử thôi bằng hiểu. Dạ cái đó thì nguyện phật tử. Dạ được dạ. Chưa rồi ta học tiếp mà hôm nay chúng ta học qua tiếp cái phần mà gọi là qua cái phần 12 cái tâm bất thiện rồi, chúng ta đã qua 12 tâm để đi sao á, tự thấy không đi sao có thể có thấy không rồi. Nếu mà có thấy chúng ta dài lên chặt chút xíu cũng được. Thì nay chúng ta ôn lại trước khi chúng ta qua cái bộ phần mới á, là chúng ta nhớ ha, chúng ta có 8 tâm tham đây nha, rồi 2 tâm sân, rồi 2 tâm si. Chúng ta có tất cả là 12 tâm gọi là bất thiện. Khi ta nói tới tâm bất thiện đó thì nó nằm ở trong căn gốc của nền tảng, trong căn gốc của tâm bất thiện đó là 3 căn gốc, nó là gì? Gốc si, gốc tham, gốc sân. Nên ta nói là bất thiện. Khi ta nói tới bất thiện á là tâm nó kết hợp với thành bằng là si, thành bằng là tham, thành bằng là sân.
như vậy đó, nó ra được gọi là phát hiện là những điều gì không không tốt đẹp, đúng không ạ? Phát hiện những gì không tốt đẹp, không có cho quả ăn vui, không có cho quả ăn vui, không có cho quả ăn vui, mà nó chỉ cho quả gì? Quả khổ đau, quả khổ đau mà thôi. Đó, mới tự nhiên là kịp. Do đó đó, thì 12 cái tâm bất thiện chúng ta đã được học qua, được suy nghĩ. Rồi, thì 12 cái tâm bất thiện đã được học qua, thì chúng ta sẽ thấy nó chia ra những cái loại như chúng ta biết là về gì cấm thọ của nó. Thì thọ của nó đó, thì ta gọi là câu hành, đúng không ạ? Câu hành. Thì biết tham á, thì nó có hỷ và xả. Với sân á, thì nó có ô. Với si á, thì nó chỉ có xả thọ mà thôi. Thế thì nghe kẹp ha. Cái đó là chúng ta được biết. Cái tham, cái khi ta vui trong tham, cái khi ta thả nhiên trong tham, đó là như vậy. Cái giống như người ta nói, cái khi ta tham thường quen rồi đó, thì không có gì nào vui cả. Mới đầu tiên mà lần đầu tiên mà ta cắt được đó, thì ta mừng đó. Nhưng cắt hoài quen rồi đó, thì nó thường lại. Nên cái tâm lý của lúc đó là thản nhiên, cho ta không có còn háo hức hay là hâm hở vui vẻ vui thích nữa. Thành ra quen rồi, mới tự nghe kịp ha. Cái đó nó là lúc đó là xả. Còn khi mà tâm sân á, thì cái cảm thọ của mình, cảm giác của mình lúc nào cũng bắt đầu miệng buồn phiền, không có vui thích được. Cho nó là ưu thọ. Và cái si này á, là sự sáng suốt, là không có sự sáng suốt, mê mờ. Cho nó tâm cái vị đó thản nhiên hay là giống như là nguội lạnh vậy đó. Nguội lạnh hay quý tử nghe kịp ha. Dưới những góc độ mà tu tập thì cái xả nó khác, chứ góc độ mà không tu tập cái xả nó khác. Quý Phật tử biết đó, với cái người mà họ tu á, mỗi đầu họ tu á, với cái năng lực họ tu á, thì họ có cảm thấy vui thích thoải mái lắm. Nhưng mà tới cái trình độ cao rồi đó, thì cái sự thị của họ bắt đầu hết. Họ chỉ giữ cái tâm họ quân bình lặng dưới cái các pháp đến, là không có trạng thái mà trồi sụt lên xuống nữa. Nên á, ở góc độ đó đó, cái trạng thái hỷ là thô thiển, trạng thái xả lúc bây giờ là trạng thái cao siêu. Quý vị nghe kịp không? Đối với Đức Phật á, nhìn pháp lúc nào họ giữ, ngài giữ cái tâm xả quân bình, là không có dùng cái tâm hỷ với những trạng thái những các pháp. Đối với ta đó, ví dụ như tự mà tu á, thì tự mà đắc được đạo quả hay đắc cái thiền á, tâm của tự mừng lắm, phút giây đó mừng kinh khiếp lắm. Nhưng mà sau khi mà quý tử được hưởng nhiều lần như vậy đó, thì cái tâm của tự bắt đầu nó gì, nó đi tới trạng thái vi tế, đó là xả thọ. Cái đó hình thức đó gọi là thức cao quý, quý tử nghe kịp không? Nhưng mà với những cái hạng mà là phàm phu mà cái tâm họ si mê, họ không có một cái trạng thái được hỷ thọ, mà họ chỉ có xả thọ đó. Lúc đó đó, cái tâm của họ là cái tâm gọi là bụi lược, yếu đuối, mà không có hưng phấn, không có hấp dẫn. Họ trong cái trạng thái như là không có hay biết gì cả. Thì cái xả thọ đó là xả thọ của hàng thành phu hồ hiển. Quý tử nghe kịp ha. Thì không thể nào mà chúng ta so sánh hai cái cảm thọ, xả thọ của người cao quý mà họ tu tập với trình độ cao và họ đạt đến, và cái trạng thái thô thiển của người phàm phu với góc độ tâm si mê của họ và họ không biết gì hết, thì nó khác nhau hoàn toàn. Chúng ta nghe kịp không? Do đó đó, với cái người mà mình tự thấy cái người mà những như mình nói, cái người mà đản trí hay là người mất trí, những cái việc đến với họ, họ không có gì mà họ vui, họ lần đờ với cái trạng thái mà họ không có suy nghĩ, không sáng suốt, không phán quyết được, không sáng xét được. Cái tâm họ là tâm xả thọ đó. Mà mình không thể nói với cái trạng thái đó giống như xả thọ như Đức Phật bình thản trước các pháp hoàn toàn khác. Chúng ta nghe kịp ha. Do đó đây xin nhắn lại cái chỗ điểm này để cho các quý tử hiểu những cái xả mà cao quý là một quá trình tu tập tinh vi và cao siêu họ mới đạt được. Còn cái dưới trạng thái xả mà dưới của người tâm si là cái trạng thái thô thiển, thiếu lý trí và không hiểu biết, họ có cái trạng thái xả như vậy khác nhau. Cái tôi đừng có đem cảm thọ này so sánh với cảm thọ kia, nó hai cái giống nhau mà tên là xả thọ giống như vậy, nhưng mà cảm thọ cảm giác có bị đó khác biệt nhau. Tôi nghe kịp ha, thật chưa?
Cái đó là chúng ta nói về câu hạnh, được chưa? Rồi tới cái trạng thái tương ưng, tới cái trạng thái tương ưng đó thì chúng ta sẽ thấy á, là cái tâm tham á thì nó có cái trạng thái tương ưng như tà kiến, tương như tà kiến, thấy sai chấp lầm. Và còn không á thì lúc bây giờ nếu mà họ không có tà kiến á thì trạng thái của họ là gì? Ngã mạn. Hai cái pháp này như hai con sư tử không ở chung một cái rừng. Tà kiến không đi đôi với ngã mạn, và ngã mạn không đi đôi với tà kiến. Tà kiến á là nhìn ra, và ngã mạn nhìn vô. Cái tự nhớ như vậy đó. Khi mới tự nhìn ra, cái tự thấy á, ồ anh đẹp tôi xấu, chị cao tôi thấp, đó là tà kiến. Lúc nào cũng nhìn ra cái trạng thái kiến chấp vậy đó. Rồi anh đúng tôi sai thì như vậy đó là tà kiến. À sinh á thì là có những người ta gọi là thường kiến và đoạn kiến. Như trường hợp như thế nào, có những người mà sinh ra họ cố chấp rồi thì sau khi họ chết á, họ không có sự tục sinh, họ cho rằng sau khi chết là hết, không có gì cả. Thì cái kiếp sống này là họ tận hưởng những cái gì họ làm được thì họ làm, và họ nghĩ rằng không có hậu quả của cái kiếp sống sau đó để ảnh hưởng cho họ đi tục sinh, và họ gặt hái cái quả báo đó thì gọi là gì? Đoạn kiến. Nhưng mà lúc đó đó, khi mà mình nói tới họ đó, những cái đó là họ sai, cố chấp là sai lầm, ý kiến như vậy đó, họ có thể sửa được. Nhưng cái ngã mạn họ chưa có bỏ được, cái tôi, cái ta của họ vẫn còn. Thì đó đó, quý vị có thấy hai cái hình thức đó đó. Khi ta nói tới tâm tham đó, nếu như mà tâm tương ưng với tà kiến, quý vị nghe nè, nhưng trường hợp như tâm tham, câu hành thủy, tương ưng kiến, quý vị nhớ cái bài câu đó không? Thì lúc đó là họ có tà kiến và họ có ngã mạn. Nhưng mà khi ta nói tâm tham, câu hành thủy, bắt tương ưng kiến, bắt tương ưng kiến, lúc đó họ không có tà kiến mà lúc đó họ có ngã mạn. Cái tự nhớ như vậy đó, thấy chưa? Do đó đó thì cái lúc mà mình nói tới tâm tham á, có hai cái trường hợp đó nó xảy ra. Họ biết họ ăn cắp là lỗi, là sai, là xấu, là không tốt. Cái đó đó là họ bắt tường kiến. Có những người họ ăn cắp mà họ thấy đó là tội, không phải là lỗi, đó là tà kiến. Họ thấy sai, họ cố chấp đó. Ví dụ như, là quý tử thấy không nè, là thấy một cái viết nó rớt mà họ không biết là có ai trong cái tập thể này, ta đi ta thấy cái viết nó rớt mà không biết có ai, thì mình muốn thò xuống mà lấy á thì mình phải hỏi xung quanh coi có ai là người chủ cái viết này thì mình mới biết được. Nhưng mà mình không có, mình cứ thò tay cho mình lấy mà mình nghĩ đến cái vật đó rơi rồi bạn không có chủ, ta cứ lấy một cái tội cả, thì cứ làm lấy cái đó đó là mình đã nghĩ cái đó là thấy sai. Vật nào cũng có chủ nhưng mà họ bị đánh rơi họ hay là họ làm mất thì chúng ta phải tìm ra mình hỏi, chứ còn phải nói là vật rơi là vật không chủ, cái đó là kiến thức sai. Tôi nghe kiểu mà cái kiến thức họ sai mà mình lại mình nói á, anh sai rồi anh phải sửa đi, họ nói chứ không có sai cả, cãi tù. Lúc đó đó là họ không có coi cái bài kiến đó, mà lúc đó họ chưa cái bản ngã của họ lên, tôi không biết sai cả, anh đỡ đừng có sửa được tôi, anh đừng có sửa sai tôi, anh như vậy là không đúng. Lúc đó họ không có cái tà kiến trong cái trạng thái luận cái giết cho là không lỗi, và lúc đó họ có cái ngã mạn với cái người đang đối thoại với họ. Cái tình nghe kiệt mà do đó đó hai cái hình thức đó nó khác biệt với nhau. Và cái thứ hai nữa là tâm tham là luôn luôn á thì họ tương đương với cái khỏe phản mà chúng ta gọi là gì, là bất toàn nguyện. Phải phản bất toàn nguyện tiếng Bali là Patiga, mà ngài tịnh sự thì thực ra là phải phản, mà gốc đó là chúng ta dịch ra là bất toàn nguyện, trái ý nghịch lòng. Khi mà quý tử có cái tâm sân lên đó, cảm ngộ quý tử là ưu, là buồn phiền, không quan hệ. Nhưng mà lúc đó cái tâm của quý tử đó đang thể hiện một cái trạng thái trái nghịch lòng, mình mới sân. Chẳng hạn như bây giờ cái người mà muốn đi chơi mà thấy trời mưa đổ xuống, họ bắt đầu nguyện thì đi chơi gì hết mất vui, thì lúc đó đó cái tâm của họ đó cảm thọ là buồn, xui quá đi ra gặp trời mưa, họ nói vậy đó. Thì cái u họ nó có như một cái tâm của họ đang gắn bó với một cái trạng thái, cái tâm lý của họ là gì?
bất toàn nguyện, họ không có thích cái đó, họ phải muốn trời đánh đó, họ chơi nó vui vẻ hơn, cái đó lúc là khỏe phận bất toàn nguyện. Và cái thứ hai, thứ ba là qua tâm xí, thì xí chúng ta là được kết hợp với ngay gì, một là hoài nghi, hai là phóng dật. Người ta thấy khi mà chúng ta si mê, si là mê mờ, tối tăm, mù mịt, không sáng suốt, thì con người đó luôn luôn có cái trạng thái gì, lưỡng lự, nghi lự, hoài nghi, thắc mắc, thì không tin tưởng. Bạn có thể nghe kèm anh, cái trạng thái, một trạng thái si mê, lúc nào họ cũng có cái trạng thái nghi ngờ, lưỡng lự, có thể nghe kèm không? Người người chồng với người vợ sống với nhau mà không có niềm tin, thấy người mọi người một trong hai mặt bước ra đó thì bắt đầu có một cái gì nghi ngờ là gì, tại vì sao si mê không biết người ta đi là đi cái gì, cái đi ra là gì, cái tự nghe kẹp không, đó là cái tái quay hoài nghi vì tài gốc của họ là gì, họ nên mà không bỏ biết được việc không cả, thì họ không có biết cái pháp hiện đang hiện bài, chính cái đó họ đang để ở cái góc độ là mê mờ tối tâm, thì nó kết hợp với trạng thái gì như là lưỡng lự, không gian thắc mắc là như vậy. Cái thứ hai nữa đó, trạng thái si mê mê mờ nó kết hợp với trạng thái phóng dật, giống như người đi băng đêm tối mà thấy khúc cây khúc gỗ nằm ngang đường mà mình không thấy đường, mình nhìn thấy đó là con rắn, cái đó là họ si mê. Thì họ không thấy được, nhưng mà họ có ánh đèn hay có ánh sáng, họ nhìn xuống cây gỗ chứ không phải con rắn dắt ngang đường, thì họ có bị giật mình, họ phóng dật. Cái trạng thái phóng dật là giật mình, lo lắng, đầu tư. Cũng như vậy, với một góc độ y tế hơn, cứ tự ngồi tại nhà, mà cứ tự nghe một cái tin gì bắt tường, một tin gì nó không lành, mà đến với thân quyến của tử, chẳng hạn con cái của tử, thì cái tâm tự nhiên thống giật lên, hấp hồn, lo, không biết nó sao, cái tim đánh lô tô lên, bập, không biết nó ra sao, giờ nó ra sao, tâm của tự đang là gì, si, phong dật, tại vì cái tự không biết nó ra sao, là cái trạng thái của si, mà tâm của tự đang lúc đó kết hợp với gì, thống giật, hồi hộp, hồi lo lắng lên như vậy đó, cũng là cái trạng thái si phong dật như vậy, cái tự nghe kịp à, cũng như vậy, với góc độ của người hành giả và thiền, kêu trái hồng vật thiền mà cái trạng thái tê nhất ngô đau lên đó mà có tưởng không kiềm chế được, tâm có tưởng bắn loạn lên, không biết về ngày sau có gì không, chừng hai có chuyện này nguy hiểm lắm, lúc đó tâm có tưởng đang là phóng dật, cái trạng thái chú tâm để theo dõi hiện tượng của pháp, hay là có tưởng đang theo dõi hiện tượng của sắc hay hiện tượng của danh chẳng hạn vậy, nhưng mà lúc đó tâm có tưởng không có, tâm tự quản hốt thì cơn đau quá, cơn tê quá, cơn nhức quá, cơn mỏi quá, làm cái tâm tự phóng dật lên, lo sợ, đường đường lối đó cũng là cái trạng thái vì không biết con đường mình đi có đúng hay sai, hành thiện như vậy có phải đúng hay chặt, từ đó đó cái tâm mình nó lúc có những hiện tượng đó và cũng chưa có kinh nghiệm đó thì tâm của hành giả lúc đó dễ dàng bị phóng dật. Phóng dật đó cũng đồng nghĩa với cái trạng thái với một người mà si mê, không hiểu biết sáng suốt như đối tượng hay rõ biết một sự việc, cũng như vậy với hành giả với cấp độ mà chưa có kinh nghiệm mà thấy những trường hợp nó bắt tường đấy ta mà không có liễu tri và không thấy sống suốt được người đó, tâm kinh hành giả cũng phóng dật lúc đó với một trạng thái của một sự si mê trạng thái khúc trong đó. Vậy thì lúc đó đó cái tự thấy khi mà cái tâm cái tự đang ngồi thiền mà tâm cái tự phóng dật là cái tự đang có một cái gì bất thiện, thì sự kết hợp với đó là một góc độ gì, một cái sự si mê tác động mà cái gì đó của tự không hiểu được đó, thì của tự mất đi cái điểm tựa của tự, tự khởi lên cái tham muốn xả thiền và một cái sân muốn không muốn vào thiền của mình, tôi tự như thấy là như vậy đó. Lúc đó nó kết hợp với một là dãy của thiền với nhau và lúc đó đem cho cái tự cái gì, cái quả được không ăn vui và trạng thái ngồi thiền không được tốt đẹp, chỉ có một cái sự gì khổ đau khó chịu mà thôi, để nghe kịp ha. Cái đó là những cái đó là chúng ta học qua về cái tâm mà chúng ta đã học từ mấy tuần nay về cái tâm bất thiện á, thì nó nằm trên góc độ là 8 tham, 2 sân và 2 si. Nhưng mà góc khi chúng ta nói tới cái trạng thái hiện bài của tâm, những tâm bất thiện này,
thì cái tâm hiện tại này có dẫn dắt và dẫn dụ hay không dẫn dụ, thì lúc bấy giờ tới cái tâm tham á, mình vừa có vô và vừa có hữu, vừa có hữu vô dẫn, vừa có hữu dẫn, cái tên nghe kẹp ha. Tâm si, à, tâm sân thì nó cũng giống như vậy, nó cũng có vô và nó có dẫn. Và ở góc độ của tâm si thì nó không có nói tới trạng thái hữu dẫn, mà nó chỉ cho cái trạng thái một cách rất mau lẹ, máy móc nó xịn bài liền. Do đó đó, chúng tôi sẽ thấy 12 cái tâm bất thiện này thì nó tới 5 cái tâm hữu dẫn, và chúng ta có 7 cái tâm gọi là vô dẫn để mà hiện bài với những trạng thái mà không được trong sạch hay là bất thiện, không được an vui. Cái chia rồi chúng ta hôm nay chúng ta qua cái phần mà tiếp, cái phần mà chúng ta đang đi tiếp nữa là quý tử thấy là đây là tâm 12 tâm bất thiện này. Cái chia quý tử có mang theo cái bản nhiều chi pháp thì cái gì đó phát cho quý tử không? Theo cái học sinh ngầu đó, dạ. Cái đó quý tử nhớ hả? Đó quý tử nhớ trọng điểm. Qua. Thì khi mà chúng ta nói với những cái gọi là tâm bất thiện á, thì chúng ta phải biết nó gồm có mấy cái, nó gồm có 12 cái, mấy cái tham thì nó có 8 cái tham, hai cái sân thì nó có 2 sân, và si thì có 2 si, chung là chúng ta có 12 là tâm bất thiện. Vậy thì khi mà quý tử đọc qua những kinh tạng hay là trong những là kinh điển trong mà chúng ta được nghe, là khi Đức Phật nói chứ người này chỉ xài những tâm bất thiện, là quý tử lắng nghe lúc đó thì quý tử sẽ thấy họ đang xài những loại tâm nào trong 12 tâm bất thiện này, chúng ta phân biệt được. Mà chúng ta cũng còn biết nữa, và chúng ta không có sai chặt khi ta nắm vững là tâm bất thiện căn gốc của nó là từ si sinh ra tham cho sân, chứ không phải do nơi tại nơi đâu. Quý tử phải nhớ, quý tử không quên, do si và có tham, do si và có sân. Giờ chúng ta nhìn vào góc độ tham này nè, khi mà quý tử dính vô trong cái tham thì con gốc của nó là bởi tình trạng thái si này, nó có tác động hay không? Chúng ta thấy nè, khi mà chúng ta thấy thời gian này á, nó không có thường tồn, có sanh hay có diệt, có đó và mặt đó, con người tự sinh ra đi theo định luật vô thường, không bó và không sai chặt, đó là thường nhiên, cũng có như vậy. Nhưng mà con người mà chúng thấy điều đó và chúng ta cứ dính vô mỗi một việc gì để ta đèo đó, bản chất của con người sinh ra từ đứa bé mà lớn lên rồi thành ra đó, rồi được một cái sự cấu trúc cái tạo do tâm thức con người đã gìn giữ, thì nó đứa bé cái gì nó cũng muốn hết, và sự muốn của nó đó được đáp ứng hết tất cả những người thân nó thì vào nó, thì nó nuôi dưỡng nó đó bởi cái tính chất là gì, là một cái sự đeo níu bám giữ đó, tham khao sanh này. Và khi mà nó không được như ý đó thì cái tâm lý của nó thì mà một cái trận đánh bắt tội nguyện chống phá và đập đổ và quả diệt phá hủy sự sanh hại hiện bà, hiện tại nơi đó nó không thấy được thực tướng và bản chất của tâm tướng của thường khổ của ngã chi phối và nó mà có hiện bà cái tâm tham hay tâm sanh. Và lúc đó thì đại khái đó thì là họ đang có một cái sự si dẫn dắt dính mắt vào trong cái đường tầm tham họ đeo níu. Nếu có cái đó, quý vị tự thấy dính mắt trong chiếc xe là khổ vì xe, dính mắt trong căn nhà là khổ vì nhà, dính mắt trong cuộc đời này nếu một người thân chúng ta khổ vì người thân, ta khổ cho chính mình chứ không phải khổ cho người thân, làm cho mình là khổ tại mình đeo níu. Thì từ khi lúc đó thì cũng tự mấy được tất cả mọi sự vật theo như thực tướng của nó đang có. Ví dụ như quý tự thấy cũng tự đeo níu một người mẹ người cha, người mẹ người cha cũng phải ra đi, chứ cái tuổi thọ khác biệt chúng ta, người ta có cả đời với tuổi thọ của người mẹ người cha là có sẵn. Do đó hai bên khác nhau, nhưng mà cứ bám giữ cho người mẹ phải sống với mình, người cha phải sống với mình. Do đó là cái thằng tham đang đeo níu, nhưng mà thật ra cái suy của mình đang có gì, mình đang phóng dật, sợ hãi, ra người mẹ bỏ mình, là lúc đó là tâm là suy phóng dật. Và cái thứ hai nữa là mình có một sự nghi ngờ là thế gian này không được đáp ứng những ý mà họ muốn đòi hỏi, đó là si hoài nghi. Quý tử sống ở trong thế gian này, những cái gì mà quý tử đang có đó, quý tử không có bao giờ quý tử có một niềm tin là con đường của chúng ta phải thoát ra được, hay là chúng ta đang ở trong đó và bị phối, là lúc đó chúng ta đang bị trạng thái tâm si hoài nghi, là cái trạng thái nó như vậy.
như này khi mà chúng ta nói là trạng thái suy phóng dật là lúc nào chúng ta cũng phóng dật lo sợ ra. Khi mà thấy một người thân ta ra đi là tâm ta bắt đầu suy phóng dật, chúng ta khai lên là chúng ta đau khổ với trạng thái đeo níu tâm tham là giữ lại cái thân ta phải ra đi. Lúc đó cái suy còn nghi tiếp nó theo đó là chúng ta nói thế thì ở đời này ai cũng bỏ ta ra đi hết sao? Thế này tất cả mọi nhiều điều gì cũng là sụp đổ, tất cả điều gì không có bình những cái gì là cả sao? Họ không thấy được sự thật đó, chính đó họ đang bị che lấp bởi cái si, họ đeo níu bởi cái tham và họ bắt đầu nghĩ khi bắt đi những cái gì họ đang đeo níu sân sang tiền bạc. Do đó nó tâm tham bất thiện, tâm bất thiện càng ngày càng trong thân hình thành. Hãy tìm cái từ hình thành đó đó, cũng như từ sai thấy nó gấp độ từ một cái trạng thái si mà họ bị đeo níu với hình thành là tham sân. Từ đây chúng ta học cái tâm bất thiện á thì chúng ta sẽ thấy căn bản của tội lỗi và các lần nhiều tạo khổ đau. Người có tâm si thì nghe kìa ta, từ cái tâm si nó hiện bày ra tất cả. Có những người mà có tâm sáng suốt á, họ không còn tham không còn sân. Nhưng mà người họ không sáng suốt á thì cái gì họ cũng đem nếu mà bám giữ lấy để mà họ nghĩ rằng là cái tôi của họ đang có, cái có của họ đang có và họ bị mất. Thì đó đó thì họ bị si. Chính do đó quý tự không nhớ là quý tự không thì quên. Tự nói trong 12 cái tâm bất thiện này thì tâm nào tội nhất, tâm nào nặng nhất, tâm nào mà xấu nhất và những gì khổ đau nhất là hai tâm si. Từng nhớ ha, từng nhớ như vậy đó. Còn cái tâm nào mà tham nặng nhất hay tâm sân nặng nhất thì cái tùy theo mỗi cái hành động nữa lúc đó tâm mới nói ra được, nghe chưa? Rồi khi chúng ta nói tới như vậy đó là chúng ta qua được 12 cái tâm bất thiện. Cái là sư muốn hướng dẫn từ tiếp theo nghĩa là tâm vô nhân. Và những tâm vô nhân á là chúng ta nói cho nhân thì ta nói cho Phật giáo á, và nói cho Phật giáo á thì người ta thường nói á lý thuyết của Đức Phật hay là giáo lý của Ngài được dựa trên cái nền tảng căn bản của một cái nguyên lý biến hành trong thay đổi định luật nhân quả. Có nhân thì có quả, và do đó nó tương hợp với nhau cái sắc sắc chặt chẽ và xác định và không có gì sai chặt nhân nào quả đó. Tuy nhiên khi ta tìm hiểu ra được cái nhân á thì nó có những cái sai biệt, và cái người kiến thức á hay là những người bậc trí tuệ đó họ mới thấy rằng là nhân không phải biết thẳng hết. Vậy thì khi chúng ta nói ra được như vậy đó thì ta phải tìm ra được nào gọi là nhân, nào gọi là quả, thế nào gọi là nhân và nhân nó như thế nào, chúng ta mới tìm ra được, chúng ta mới nói chính xác được. Thì chính đó đó chúng ta nói là nguyên gốc để sinh ra những kết quả sau này. Thì chúng ta nói đến nhân, thì chúng ta nói đến nhân á, nay chúng ta đi qua cái nền nhân thì nó có bốn loại nhân, có bốn loại nhân. Và bốn loại nhân này chúng ta liên nó gọi là hệ tố là nguồn gốc, nhân khởi sanh hay là nguyên nhân vân vân, chúng ta gọi là hệ tố. Thì cái hệ tố này có bốn loại. Thì thứ nhất á là chúng ta nói là hệ tố và hệ tố. Hệ tố người ta gọi là nhân. Cái người nào mà không vui đó người ta gọi là nhân, đúng không? Khi nào cái người ta họ không vui cái mặt họ nhân, người ta gọi là nhân. Do đó người ta gọi là cái người đó là hệ tố mới tưởng nghe kẹp không? Do đó nhân, cái mặt đây nhân hay là hệ tố mấy kia chưa? Rồi nó có sáu loại, nó sáu cả sáu loại hệ tố, nó có sáu loại nhân là tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si, vô si. Đó, chúng ta có sáu loại. Và từ sáu cái nguyên nhân này đó, nó tạo ra biết bao nhiêu hành động trong thế gian này. Người thì tham, người thì sân, người thì si, người vừa có si vừa sân, người vừa có si vừa tham. Cũng như vậy, người thì vô tham, người thì vô sân, người vô si. Nhưng mà cũng có người vô sang cái vô si, thì cái người vô si cũng vô tham. Cái đó cũng tạo ra biết bao nhiêu hành động. Qua đó thì bài qua bao nhiêu lời thắng dậy. Đó là bao nhiêu vậy. Vậy thì sáu lần nhân này tái tạo tác động trong thế gian này không biết bao nhiêu gì. Cái tự nghe kiệt ha. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bách chay giá. Bách chay giá hay tu hay ta còn gọi là nhân duyên. Khi ta nói tới chữ nhân duyên này ấy, thì chúng ta sẽ nói định nghĩa của nó. Khi ta nói tới bát chánh giá hệ tố là những cái nhân
mà làm duyên hiện bài ra các pháp, nên ta gọi là nhân duyên. Quý vị không có lộn như trong phần bộ bát thanh á, bộ bát thanh á thì nó có cũng có hệ tu bát tỳ vô hay là hệ tu bát tỳ giá, tức là khác. Ở bộ bát thanh á thì nó cái bài duyên đầu tiên nên gọi là hệ tu bát tỳ giá, cũng dịch ra là nhân duyên, cũng dịch ra là nhân duyên, cũng dịch ra là nhân duyên. Nhưng mà cứ tự nhìn cái từ ngữ Pali nó đảo, bên đây là bát tỳ giá hệ tu, còn bên đây là hệ tu bát tỳ giá, hai cái nó đảo vào, nó có nghĩa khác vào. Cái nhân duyên này mà chúng ta đang học ở phần Thác Thú cái bộ thứ 7 của Abhidhamma, thì cái bộ thứ 7 này thì nó nói tức là gì, sáu nhân này nên là hệ tu hệ tu đó, cái tự nhiên kìa nó liên quan tới tham sân si của tham sân si, đó là bộ bộ bát thanh á. Cái chương đầu tiên ta được học qua dưới cái phần Thác Thú là hệ tu bát tỳ giá nhân duyên. Còn ở đây mà sư đang trình bày nó có bốn loại nhân, thì ngũ nó bao trùm trong tam giới luôn luôn bị chi phối, thì cái loại này duyên làm nhân hay gọi là duyên làm nhân, có lẽ là ta lại gọi là duyên nhân, nó kỳ lắm. Cái duyên nhân đó là phải ủ cho nó thẳng lại thì còn không thì nó nhân, nên đó đó thì gọi là duyên nhân. Còn bây giờ mình nói là gì, nhân gì là phòng hợp. Vì đó có tự nghe kịp không, cái gì mà chúng ta thấy nó còn nhân phải ủ cho thẳng ra, nên đó gọi là duyên nhân. Còn không á thì nhân đó nó đẹp xấu, nó không đẹp, cho nên giờ ta đổ lại là gì, nhân duyên. Tự nghe kịp không? Không biết kịp này chưa. Rồi vậy thì định nghĩa của nhân duyên hay ta gọi là duyên nhân á, là tứ đại, tứ đại, tứ đại làm duyên, tứ đại làm duyên làm nhân tạo ra sắc quẩn, đây gọi là bát chà giá hệ tú. Quý vị nghe kịp ha, tứ đại làm duyên, tứ đại làm nhân tạo ra sắc quẩn, nên ta gọi là gì, bát chà giá hệ tú hay là nhân duyên. Như vậy thì nó có tứ đại thì chúng ta nó bao trùm tất cả sắc khác, sắc hữu sanh mạng và pháp thi sanh mạng. Thế là như thế này là sắc thi sanh mạng, đây không là mạng sắc, nó là vô tri vô giác, đây là pháp, đây là sắc vô vô sanh mạng hay là thi sanh mạng. Còn ta đây là cái mà sắc pháp này là hữu sanh mạng, nó có sự sống, cái sự sống còn, cái sự sinh hoạt của nó đang còn có, đây gọi là hữu sanh mạng, nó có sự mạng sống của nó. Thì dù cho phi sinh mạng hay là hữu sinh mạng đều là nền tảng sinh ra cái sắc pháp này bởi tứ đại ngập nước lửa nhỏ. Quý vị nghe kịp à, rồi bao trùm hết tất cả sắc pháp ở trong thế gian này, trừ cái loại cõi trời vô sắc giới thì cõi trời dục giới và cõi trời sắc giới, thì tất cả các sắc pháp được có dù thô hay tế, dù hiển hay là ẩn, nó lộ ra hay là khuất đi, đều nằm trong góc độ cho tứ đại làm duyên làm nhân tạo ra nó ra, tạo ra nó ra. Thế tự nhiên kiểu mà chính như đó ta gọi là gì, nhân duyên. Khi mà ta nhìn thấy được góc độ đó thì chính đó ta là người trí, ta có sự nhận thức được rõ là cái nhân duyên này nó hình thành ra cái sắc pháp này chứ không phải ai cả. Nếu như mà ta nhìn thấy được cái đó thì ta mới liệu trì để mà có một cái bước tiến tu để mà diệt bớt cái gì gọi là thân kiến hay là cái ngã mạn chấp lầm trong cái ngũ quẩn này, hay nó là sắc quẩn này của tôi của ta. Thế ta nghe kẹp không? Đó là gì? Bát chà giá hệ tu, được chưa? Và cái thứ ba là chúng ta nói cái loại thứ ba là Uttama hệ tu. Uttama hệ tu, Uttama là trí thượng, là cao bột, thì ta gọi là trí thượng nhân. Trí thượng nhân thì nói với trí thượng nhân này là nó quyết định tất cả mọi tạo tác, mà nếu cái trí thượng nhân này quyết định tạo tác ra thì cho ta nói gì, giới nghiệp thiện, giới nghiệp thiện, giới nghiệp bất thiện là nhân tạo ra các vì một quả thiện và bất thiện.
là nhân tạo ra tất cả. Như vậy thì ở trong đời này, sát sanh, trộm cắp, tà dâm hay là xả thí, bố thí, cung dường, tham thiền, nên là xả thí, trì giới, tham thiền là những cái loại nghiệp thiện và những nghiệp bất thiện này nó tạo ra bao nhiêu cái quả thuộc dị thuộc nó sinh trở lại cho con người đó hay cho chúng sanh đó. Bởi cái gì? Bởi cái góc độ thiến thiện nhân làm ra. Quý vị nghe kịp ha? Như vậy thì khi mà quý Phật tử sống trong đời, quý Phật tử xả thí, không nào, thí rồi trì giới rồi tham thiền, thấy nè, khi mà tử ở trong đời này quý tử thí trì giới tham thiền, ba cái đó là quý tử bị ảnh hưởng hay là bị tác động hay là có sự tác động bởi một cái nghiệp thiện, nghiệp thiện mà cái nghiệp thiện này làm cho quý tử ra thì cái quả và an vui. Quý tử nghe kẹp ha. Nhưng mà buồn trở lại với cái nghiệp và bất thiện sát sanh trộm cắp tà dâm ha, thì cái nhân nó tạo ra cái nới cái tác động của nghiệp bất thiện cho cái quả gì ở khổ đau, cái đó gọi là trí thượng, trí thượng nhân, đó là cái mãnh lực tác động hay là tái tạo hay là hình thành để chúng sanh ở trong đời này, cái đó là cái nhân tố. Quý tử nghe kịp. Vì thì quý tử sẽ thấy dưới con đường mà Đức Phật này nhìn thấy chúng sanh trôi lăn trong tâm giới á, thì Đức Phật nói khi mà tâm chúng sanh không nghĩ tới việc thiện, tâm chúng sanh nghĩ về bậc thiện, khi tâm chúng sanh mà nghĩ về bậc thiện mà không nghĩ về việc thiện, tâm chúng sanh tạo ra đau điều bậc thiện, lúc đó đó là cái nếp này đó là trí thượng nhân đang tốt tầm cho quý tử đó. Vì vậy thì với con người mà chưa từng xả thí mà bây giờ họ xả thí, cái mệnh lực đó gọi là một trí thượng nhân. Có những người họ chuyên môn cai kiệt bỏng sản, không chừng to cho ra bất cứ một vật nhỏ hoặc to trong cuộc đời, họ kêu kiệt bỏng sản, kêu kiệt dứt gấp, thì lúc mà họ bung ra một việc cho dù một chén cháo hay cho một giá cơm nhỏ xí cho một vị sư đi khắc thực mình để bác cũng được đó. Đó là một cái trí thượng nhân đã cải qua cái con đường người ta đi tới con đường an vui rồi đó. Cho nên nghe kịp ha. Và thứ hai, trong cuộc đời họ không có từng bao giờ làm việc ác, không có từng bao giờ làm việc ác, không từng bao giờ làm việc xấu, nhưng mà hôm nay họ phải làm một điều xấu, họ một làm điều ác, đó là một cái trí thượng nhân để họ đi vào trong con đường gì, cứ khổ thú, họ phải gặt hái sự khổ đau với cái mệnh lực họ đang tạo ra, mà lúc đó là trí thượng nhân là một tác động, là một nguyên nhân nhân tố. Mới tự thấy nè, có một người Phật tử thuần thành, dễ dàng và dễ thương, không có làm gì sai trật, nhưng mà vì một giận hờn một vị sư hay là tức giận một cái cảnh chùa đó, có thể họ làm một việc xấu hay là việc bất thiện hay là việc ác, bởi đó là một độ là gì, một trí thượng nhân. Chứ từng nghe kẹp không, họ là người Phật tử, họ là người thuần thành, họ từng làm những việc thiện, nhưng mà với một góc quan trái hay là bốc độ si mê hay là bất thiện nhân họ đang làm ra để tác động cái nhân đó, có thể làm ra gặp bao nhiêu chuyện xảy ra lại đó, không có một cái trí thượng, một trí thượng nhân đang tác động với họ. Chứ từng nghe kẹp ha, được chưa? Rồi cái thứ ba chúng ta vào tới thứ tư, sa tha ra na hệ tu, sa tha ra na hệ tu ta gọi gì, khổ không nhân. Cái này là khổ không nhân là có mặt khắp mọi nơi, ở đâu cũng có mặt khắp mọi nơi, nếu chúng ta còn trong tâm giới, cái khổ không nhân này là một mãnh lực, là một nhân tố hình thành ra chúng sanh ở trong đời này, trong tam giới này. Khổ không nhân đó là gì? Là vô minh. Vô minh là khổ không nhân, làm hình thành ra tất cả các pháp, hình thành tất cả các pháp ngũ vi, hay ta gọi là gì? Pháp hành. Do đó là khổ không nhân. Còn trong tam giới chúng ta chưa được giải thoát, nó còn bị chi phối bởi cái tính chất khổ không này, vô minh. Cái tự nhớ ha, sư và quý Phật tử không ngoại lệ, ngày nào chúng ta chưa đắc quả thất, ngày nào ta chưa giải thoát niết bàn, ngày nào ta còn sanh tử luân hồi, ngày đó chúng ta còn khổ không nhân là chi phối và tác động là mãnh liệt và theo ta như bóng như hình theo từng sát na,
cách chặn ta trong những hành động vô minh thiếu sản xuất, chúng ta tạo ra biết bao nhiêu những năm xảy ra. Có khi chúng ta làm việc thiện nhưng mà chúng ta không biết được việc thiện đó làm với một cái nhân tố nào, cái đó chúng ta đang làm với một bộ không nha, đang chi phối tất cả một đứa bé cho một cái chuối, một cái sư, một việc thiện được nhìn thấy, nhưng tật ý của đứa bé nó không có biết cái việc làm đó là ý nghĩa là gì. Chỉ nghe người mẹ kêu nó ra bỏ chắc sẽ chú cho mình bác mình sẽ lại cái cách này, nó đang làm với một phổ không nha. Còn quý ông tử bây giờ khi ta hiểu được ý nghĩa đó, chúng tôi đang làm những cái gì mà chúng tôi ra làm và chúng tôi sẽ làm với những gì tôi sẽ sắp sửa làm, chúng tôi có bị chi phối bởi một phổ công nhân này không, lúc đó chúng tôi phải coi là góc độ đó. Như vậy thì ở những góc độ mà quý tử sẽ thấy rằng bốn cái loại nhân này thì chúng ta ở đâu và chúng ta sẽ sống với cái loại nhân nào. Quý tử nghe kịp không? Bốn loại quý tử sống ra đang trong loại nhân nào? Bốn hết. Sống ra bốn luôn. Dạ. Gom vô hết luôn, gom vô bốn luôn. Vô hết chất ăn, khỏi tiếp cái nào hết. Sư chúc cái nhân mà phổ thông nhân, cái bậc thánh là con bị ảnh hưởng không? Sư thánh thứ nhất trong tâm giới là vậy, trừ khi là Đức Phật hay là các vị A-la-hán, còn tam tam quả vẫn còn bị vô minh. Đây bây giờ như vậy thì ở đây khi chúng ta học ra bốn loại nhân này, tự không có non nớt và cái đuối mà gom hết bốn cái cho người mình thì tội mình lắm. Chúng ta nghe kịp không? Không cần phải gom góp cho nhiều, gom góp nhiều nữa nặng. Chúng ta như là một nhân thôi, chúng ta làm được không? Dạ chưa? Chúng ta cố gắng lúc nào cũng nhân nhân cái mặt đi. Nha, chúng ta nhớ lúc nào chúng ta chỉ có một cái loại này thôi. Chúng ta không có cần phải đi tìm cái tướng đại để tạo cái sắc quẩn này làm chi, mà tìm cái đó là cái nhân duyên này loại nào. Chúng ta không phải lo. Chứ tự cũng không cần phải lo cái nghiệp thiện hay bất thiện. Chứ tự phải giữ cái tâm mà đừng dính theo cái loại những loại nhân nhân này kết hợp để tự tỉnh ra được cái con đường trí thượng nhân. Và nếu trên con đường mà chúng ta tìm được nhân nhân này hai cái khổ rất khó, thì tự có thể tránh ra được con đường khổ không nhân, có thể tác động cho mình thật sự thì biết và biết được tránh được. Không cần một cái, một cái là cũng rồi. Được chưa? Vậy thì tự chọn cái gì? Nhân nhân, cái đường khỏi cái đường khác sao, người nhân nhân. Mà tại sao? Người là nhân nhân. Cái người mà nhân nhân, cái người đó là khó. Khó chịu. Chứ không biết người nào, phải nhân nhân á, người nó khó chịu. Chứ không phải là khó. Chứ không biết người nghe gì đó mà không? Thì phải khó hết rồi. Vậy thì hôm nay chúng ta học cái loại này là cái loại mà gọi là tâm vô nhân. Tâm vô nhân là những loại tâm nó không có nhân tương ứng với nó và không có nhân tố tạo ra nó. Nó thừa hưởng cái quả thôi chứ không phải là nó là cái nghiệp để tạo ra nữa, hay là nó tạo ra một cái sinh nữa, nên là gọi là tâm vô nhân. Thế tôi nghe kịp không? Và nó không có những nhân tác động với nó. Thế thì giữa hai cái đó thì quý tử sẽ thấy có những loại cây mà ngày hôm nay trên thế gian này hay đất riêng ở tại nước Mỹ này chúng ta đang sống, có những loại trái mà chúng ta được ăn từ những cái cây nó được hái ở đây cho chúng ta ăn hay là bán cho mà chợ ta mua về, có những trái mà không có hột hẳn nè, ví dụ như nho quý tử ăn không có hột, hay là những loại trái cây khác còn có những loại trái cây không có hột nữa. Quý tử nghe kịp không? Là quý tử đang ăn những cái trái cây đó là những cái cây vô nhân, nó không có mầm mống để tạo ra cái cây ra nữa. Quý tử đồng ý chưa? Rồi là quý tử hiểu đó không? Có những cái cây mà chúng ta, những cái trái mà chúng ta đang ăn á, nó không có hột. Quý tử làm sao quý tử gieo cái nhân nào để mà gieo lên cái cây này nó lên nữa? Tính nghe kịp không? Ghép cây thì chúng ta không nói tới, nhưng mà sư đang nói có quả đó. Quý tử nghe kịp không? Được chưa? Như vậy thì quý tử hiểu nè. Vậy thì có những loại tâm mà nó không tạo ra nghiệp, mà chính bản thân nó là quả rồi, không có còn chỗ sanh nghiệp nữa. Quý tử hiểu chưa? Nên gọi là tâm vô nhân. Thì tâm vô nhân là những loại tâm quả
bản chất của nó là một đặc điểm của nó là gì, đặc tính nó là gì, nó là quả rồi và nó có tạo ra nhân được nữa. Chính như đó ta gọi là tâm vô nhàn. Thì tự nghe kịp chưa, có nhiều vị sư hổ sư mà sư khác nghĩa rồi mà chừng 5-3 ngày sau là hỏi tâm vô nhàn là gì. Thì tự nghe kịp chưa, nay xin nhắc lại lần nữa, tâm vô nhàn là những loại tâm bản chất của nó là tâm quả, do đó nó không tạo ra như một cái nhân tố hình thành ra một cái nghiệp báo nữa, là người tâm vô nhân, được chưa? Rồi quý tử nhìn lên góc độ ở trên bảng nhiều thì quý tử sẽ thấy với cái tâm tham cái tạo nghiệp, cái tâm tham cái tạo nghiệp, với cái tâm sáng cái tự tạo nghiệp, cái tâm si cái tự tạo nghiệp. Tuy nhiên với những cái tâm vô nhân này, những tâm này không tạo nghiệp. Suốt 121 cái tâm, cái tự nhiên kẹp ha, thì những cái tâm này là những tâm quả và tâm di tác, nó hiện bày ra dưới một cái máy móc của nó ra dưới một cái trạng thái máy móc của nó, và nó là đặc tính của nó là thừa kế của tâm hữu nhân tạo ra nó, và nó có tính chất là gì, tâm quả vô nhân. Cái tự nhiên kẹp chưa ha. Như vậy thì ở đây ví dụ tự sẽ thấy chúng ta tuần tự đi vô trong từng mỗi loại tâm này, chúng ta sẽ biết rồi nó ý nghĩa gì. Nhưng mà ở đầu tiên á, chúng ta định nghĩa có tâm vô nhân, 18 tâm vô nhân, thì chúng ta nói là những tâm sinh ra và không có nhân tương ưng, những tâm sinh ra không có những nhân tương ưng, không có những nhân tương ưng gọi là tâm vô nhân. Tâm vô nhân là những tâm mà sinh ra không có những nhân tương ưng với nó, hòa trộn với nó, kết hợp với nó, hiện bài tâm lý của tâm thức hiểu biết cái đối tượng đó, gọi là tâm vô nhân. Thì ta nghe kịp ha. Khi nó sinh ra với những tâm mà nó có sự tương ưng với tà kiến, có tương ưng với ngã mạn, tương ưng với khỏe phản, tương ưng với hoài nghi, hay tương ưng với phóng dật, hay là họ có tương ưng với tham, tham sân, tham si, là những tâm đó là hữu nhân. Còn những tâm này sinh ra nó không có cái trạng thái như vậy đó, nó gọi là tâm vô nhân. Nó hiện bày dưới một cái tính chất như là cái máy, hay là tập tính của nó hiện bày dưới một cái sản chất máy móc và thôi. Và sau khi nó làm cái tính chất máy móc nó xong á, nó không để lại một cái hậu quả của việc làm của nó, nên nó gọi là gì, tâm quả vô nhân, không có nghiệp. Dạ không, nó là quả, không phải là nghe kèm ha. Dạ, nó là hạt giống, nó là trái cây rồi mà nó có hạt rồi. Thế thì nghe kịp chưa? Hả? Tâm A-la-hán đôi khi có dùng, nhưng mà tâm các vị A-la-hán dùng đó là tâm quả thiện vô nhân. Tại chúng ta sẽ đi từ từ mỗi cái nữa. Nó có loại 7 tâm đầu tiên, ta gọi là 7 tâm quả bất thiện vô nhân. Rồi cái 8 tâm kế tiếp là 8 tâm quả thiện vô nhân. Với các vị mà thánh nhân thì chúng ta sẽ nói là họ có thể dùng những loại tâm này, hay họ sẽ dùng những loại tâm đại quả, cái phần dục giới này. Từ từ chúng ta sẽ học tiếp. Còn đây chúng ta sẽ thấy rõ với những tính chất này chứ, với hình tích là tâm quả vô nhân, được chưa? Và ha, chúng ta đi qua học đi chi tiết từ mỗi lĩnh vực của nó. Vậy thì chúng ta đi qua một phần lĩnh vực chi tiết á, thì sư trình bày của thứ đầu tiên á, thì chúng ta sẽ thấy tâm vô nhân, phải không nào? Tâm vô nhân, người ta nói nè, phải không nào? Tâm vô nhân là những tâm, phải không nào? Sinh ra không có nhân tương ưng, đây gọi là tâm vô nhân. Được chưa? Đó, đây gọi là tâm vô nhân, là những tâm sinh ra mà không có nhân tương ưng, mà nó không có nhân tương ưng, không có nhân tương ưng tức là gì? Một trong sáu nha, kịp chưa nè? Nó không có một trong sáu nha, nên gọi là tâm vô nhân. Thứ nhất, thứ hai, nó là tâm dị thục, quả dị thục, kịp chưa? Nó là tâm quả dị thục hoặc tâm di tác,
chỉ tạo tác, chỉ tạo tác và không để lại quả báo của hành động tạo tác, nên ta gọi là gì? Tâm vô nhận, thấy chưa? Đó là tâm quả chỉ thuộc hay là tâm di tác, chỉ tạo tác ra và không để lại quả báo hành động tạo tác, nên gọi là tâm vô vô nhận. Chứ tự nghe kịp à? Như vậy thì khi ta nói cái tâm vô nhận á là đặc trưng của hai tính chất đó, để chúng ta biết rõ được đó. Thì chúng ta nói đó được điểm đó đó, thì chúng ta thấy được nó là gì? Những cái tâm ngoài ra, những tâm vô nhân đó thì ta gọi là gì? Tâm hữu nhân, kịp chưa? Nó có nhất là một nhân tương ứng với nó, hay là có hai nhân tương ứng với nó, hay là có ba nhân tương ứng với nó. Chúng ta nghe kịp ha. Rồi, như vậy chúng ta nhìn trở lại, sau khi chúng ta học được sáu nhân 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 đó thì chúng ta thấy ta nguyện rồi, với 12 tâm bất thiện ta gọi là tâm vô nhân, đúng không? 12 tâm bất thiện ta gọi là những tâm vô nhân, đúng không nè? Và những tâm có nhân tương ứng với nó, được chưa? Như vậy thì dưới tám tâm tham, dưới tám tâm tham thì nó có bao nhiêu? Tám tâm tham nó có bao nhiêu? Nó có hai nhân, đúng không? Hai nhân là tham và si. Phải nè, tham không có sân, giờ nó chỉ có tham và si, đúng không nè? Như hai tâm sân, đúng không nè? Hai tâm sân thì nó có hai nhân là gì? Sân và si. Ta nghe kịp ha? Và với hai tâm si thì nó chỉ có một nhân duy nhất là chính, chính nó là si. Đó, chúng ta thấy được rồi, hẳn nè. Đó là khi chúng ta nói tới tham thì có hai nhân là có tham có si, nên sân thì có hai nhân là sân với si, và hai tâm si thì có một nhân duy nhất chính là nhân si của nó. Chúng ta nghe kịp không? Là những nhân này, những tâm này ta gọi là tâm hữu nhân, từ một nhân thì tới hai nhân. Chúng ta nghe kịp ha? Nhưng mà hôm nay chúng ta đi qua lĩnh vực mà tâm hữu nhân này là chúng ta sẽ học những tâm này nó không có những cái nhân tương ứng như nó, nào là tham, nào là sân, nào là si, hay là vô tham, vô sân, vô si, nên được gọi là gì? Tâm vô nhân. Thì mình nghe kịp không? Nó có những loại bánh tét mà chúng ta ăn đó, nó không có nhân đậu xanh là cũng có, cứ nét thôi. Từ thì đúng không? Từ thích loại đó không? Thích, cái này vô á. Thích là bánh tét không nhân đậu xanh, hay là cái bánh tét mà nét không, không có nhân. Từ thích cái loại nào? Có nhân, cái này thích nhân. Muốn có hôn nhân không? Không muốn hôn nhân nhân. Mình mất đi. Dạ, đáng tiếc. Họ cái tâm si. Tâm si, tại vì chưa, mấy cô chưa vô cái tâm vô nhân, hổ hoài đó. Từ thì đâu còn có đó. Từ đâu còn có, sẽ chưa đi, sẽ còn đến đây. Khi mà tới 6 giờ sẽ về, tự nhiên tâm, tự thắc mắc. Nhớ khi nào về mới hết còn, thì không còn. Được chưa? Được chưa? Rồi ha. Rồi, như vậy thì quý vị sẽ thấy bánh tét mà có niên cầu xanh, là tâm bánh tét là hữu nhân. Bánh tét mà nét không, ta gọi là bánh tét vô nhân. Hiểu rồi không? Thấy chưa? Thấy chưa? Hiểu không? Rồi, khi mà quý tử thấy bánh tét mà vô nhân á, là quý tử ăn cái bánh móc thôi. Cái bánh móc móc là có, nhiều ăn nhiều, có còn hơn không. Còn nhưng mà bánh tét mà có nhân á, quý tử mà có nhân, quý tử mới lựa chọn. Này sao mình ít vậy? Cái này sao có không có cái gì chắc chắn ở giữa nữa. Đó, nó có là có cái tố nó theo nữa. Còn nó không nhân rồi. Dọn không nhân, có nhiều nhiều à. Cái tự thấy không nè, do đó cái tâm gọi là hữu nhân á, là tâm nó khó. Nên gọi là nhân, nhân nhân. Còn tâm vô nhân nó không khó chịu, nó dễ dàng. Nhưng mà tự là người vô nhân hay là người hữu nhân? Hữu nhân.
Nhân thể, nhân thể. Nó đâu. Các cái kiểu ha, chúng ta đi tiếp qua. Rồi, chúng ta có đầu tiên, cái tự mình có hàng thứ tư. Các bạn niệm chi pháp, chúng ta có hàng thứ tư không ạ? 1, 2, 3. Đó nè, ở trước đây chúng ta có đã đếm được rồi 121 cái tâm. Chúng ta có tất cả là 23 hàng. Chúng ta đếm từ hàng trên này á, xuống cái này á, chúng ta có 23 hàng. Chúng ta đếm rồi. Bây giờ không có ngồi xuống đếm nữa. Rồi, đang ngồi đếm xuống nha. Đếm rồi, đếm ra là vui. Đây gọi là ủ nhanh đó. Đấy chưa? Chúng ta phải là máy móc là vô. Vô nha. Rồi chúng ta đi qua 7, cái hàng thứ tư này á, có là 7 tâm vô nha. Vâng. Đây ta gọi là 7 tâm quả phát thiện vô nha. Kịp chưa nè? Rồi, chúng ta bắt đầu giới thiệu cái 7 là tâm quả phát thiện vô nha hàng thứ tư này. Các bạn nghe kẹp ha. Thứ nhất là tâm đầu tiên đó là gì? Tâm nhãn thức. Tâm nhãn thức. Câu hành giả. Được chưa? Cái tâm thứ hai, cái tiếp là tâm nhĩ thức. Câu hành giả. Tâm thứ ba là tâm tỷ thức. Câu hành giả. Tâm thứ tư là tâm thị thức. Câu hành giả. Tâm thứ năm là tâm thân thức. Câu hành khổ. Câu hành khổ. Tâm thứ sáu là tâm tiếp thâu. Tâm tiếp thâu. Câu hành giả. Tâm thứ bảy là tâm thẳng tăng. Câu hành giả. Hẹp chưa? Chúng ta highlight cái chỗ là tâm thân thức thứ năm. Đây gọi là tâm thân thức. Câu hành khổ là gì sao? Nó là cái tâm quả đón nhận lại cái quả bất thiện của nhân bất thiện tạo ra. Do đó tâm thân thức này nó thọ lãnh cái khổ thọ. Chúng ta nghe kẹp ha. Còn 6 tâm còn lại đều là xả thọ cả. Như một trạng thái máy móc thâu lấy cảnh và không có hưởng lấy cảnh, nó chỉ thâu và nó không có hưởng, nên gọi là máy móc. Cứ tự nghe kẹp không? Nếu những người mà gác cửa đứng ở ngoài cái cửa một cơ quan thì thấy khách tới là nó cứ mở cửa khách vô chứ nó không có tiếp đón gì hết đó. Do đó là gì? Nó nhận khách vô nhưng mà nó không tiếp đón lấy cảnh, không có hưởng lấy cảnh của khách. Ví dụ như một cái cơ quan y tế hay như là một phòng mạch của bác sĩ, phải không nào? Khi mà bệnh nhân tới thì cái người gác cửa mở cửa ra, thì người gác cửa đó mở cửa ra thì người bệnh nhân đi vô gặp cái người gì? Tiếp viên. Rồi tiếp viên mới mà làm sổ sách. Và tiếp viên bắt đầu làm sổ sách xong lại giao cho cái bộ phận chuyên môn. Thì tất cả những cái đó, thì cái người mà cuối cùng mà nhận lấy khách đó là gì? Là người bác sĩ. Thì những cái khâu mà từ mở cửa cho tới tiếp viên truyền qua những khâu chuyên môn, làm những giấy tờ thủ tục, xong tôi tới cái bác sĩ đó, thì những cái gì đó là những làm việc máy móc mà thôi, họ không biết cái gì khác hơn. Rồi tới khi mà bệnh nhân mà vô tới tay bác sĩ rồi đó, thì bác sĩ mới quyết định là khám xét cô này cái kia đó. Thì lúc đó như là tâm đang hưởng lấy cảnh. Còn những cái đầu tiên đó là họ chỉ đón và truyền đưa thôi chứ họ không làm gì cả. Cái tự nghe kịp không? Chính do đó là nó mang tính chất là gì? Là câu hành xã thản nhiên, không có hưởng lấy cảnh. Cái đó nó không có vui, cũng không có gì buồn. Làm việc một cách máy móc, thâu lấy cảnh và không hưởng lấy cảnh. Cái tự nghe kịp ha. Thôi, chúng ta đi qua từng nghĩa, từng các tâm, và chúng ta mới hiểu được tại sao nó gọi là như vậy. Thì thứ nhất á, là tâm nhận thức, là quý tử sẽ nói là gì? Là cái trạng thái cái biết
cảnh sắc, đúng không nè, em biết cảnh sắc mà thôi, nhưng mà nó không có hưởng cái cảnh sắc với con mắt của ta, mà chúng ta nhìn vô mà chúng ta thấy đó là con mắt chúng ta thì thâu cảnh sắc vô rồi. Nhưng làm sao cái cảnh sắc đó đó là một cái tâm ý thức nó mới hưởng cái cảnh sắc đó, chứ còn mình không có. Giống như là cái máy camera chụp hình, biết tỉnh nghe kịp ha, cái máy camera chụp hình đấy tên nè, khi mà quyết định bấm nút á thì cảnh sắc nó chui vô, còn nếu không bấm nút thì cảnh sắc bên ngoài không làm gì cả. Nhưng mà khi là chui vô thì cảnh sắc được đem vô trong máy rồi đó, thì cái người mà hưởng lấy cảnh đó là cái người biết bấm và thâu cảnh đó. Còn cái máy này không có một cái cảm xúc. Biết tự nghe kịp không? Biết tự hỏi cái máy này có thích không? Nam cho là hỏi nó vui không? Không cho là nó làm theo một cái mệnh lệnh của người chủ của nó, ra lệnh đó thì thâu cảnh đó vô trong cái máy đó, nó làm xong là hết chức năng của nó. Thì cũng vậy, lúc tâm nhận thức hôm nay ta học là chúng ta chỉ thâu lấy cảnh sắc nó vô một cách máy móc. Vậy làm sao cái sự quyết định cái cảnh sắc đó đó là một chuỗi dài cái thức, tâm thức đó nó mới quyết định thích hay không thích, ghét không ghét. Thì lúc bây giờ những cái tâm đó cho anh tâm nhận thức nó làm xong rồi, cái tự nghe kẹp không? Mà đây là một cái tâm quả mà nó thâu lấy cảnh sắc như vậy, mà nhìn lại quả gì? Tôi đang đây tình trạng chúng ta đang coi đó là gì? Tâm quả là tâm quả bất thiện, do đó tâm nhận thức này thâu lấy cảnh sắc gì? Cảnh sắc bất thiện, không có. Vậy thì trên đường chúng ta đi mà chúng ta thấy cảnh xe đụng, chúng ta đang thấy cảnh xe đụng, đó là tâm nhận thức quả bất thiện thâu cảnh sắc xấu. Chúng ta đâu có muốn gì đâu, nhưng mà có những người họ thấy, có những lúc đó ngồi trong xe với mình mà người ta thấy mà mình không thấy, hay là mình thấy mà người ta không thấy, là mỗi người có nhân cái quả duy trì như vậy không giống nhau. Ngồi trong một xe mà cũng không có trường hợp đó nữa, chẳng hạn giờ sư ngồi sư lái xe, sư chở với một đứa đi thì sư thấy, còn cái tiểu lên xe an nhàn quá ngủ luôn, nó ra tới ngủ liền nè. Ăn lạc quá thì ngủ, thì lúc đó sư hỏi có thấy không? Thấy gì? Thấy ngủ của mình thôi chứ thấy gì nữa. Thì đâu có nghe kẹp không? Nhưng mà tại sao sư thấy? Nhân quá khứ dần gây quả hiện tại, sư nhìn thấy được cái cảnh xấu đó. Còn cái tự không có nhân nhân, giờ đâu có tự không có thể làm khiến cái tự phải ngủ. Cho đó cái trạng thái đó mỗi người sai biệt nhau rồi đó. Còn thứ hai nữa là có khi ngồi chung xe hai người cùng mở mắt nhìn cả cảnh, nhưng mà người thấy cảnh này một người thấy cảnh kia, hai cái nó có nhân quả khác biệt nhau nữa rồi đó. Chung xe mà không có chung cảnh thì tự nghe kèm không? Cho đó mỗi một cái đó như vậy đó là những đặc tính riêng của cái nghiệp báo mà hình thành chứng kênh đón nhận hôm nay có những là tâm quả mà chúng ta sẽ đón nhận. Tuy nhiên nhưng mà tự không thể nào nói được với một cái quan kiến của mình với những tâm thức này của mỗi đối tượng chúng sanh khác nhau. Như chẳng hạn như sư nói rồi tự nghe với cái tâm thiện thức là cái tâm biết cảnh vị, đúng không ạ? Tâm thiện thức là tâm biết cảnh vị, cái tâm tỷ thức là tâm biết các mùi, đúng không ạ? Các mùi khi hơi, khi mà nói tới trạng thái cái tâm thiện thức này, người thích ăn ớt thì mình nói cái trạng thái cay trong miệng của họ là quả bất thiện không? Không, là cảnh vị ngon của họ, cái ngon của người ta. Nhưng mà đối với những trường hợp mà người ta không thích ăn ớt mà ăn vô cái đó nữa, thì mình trở thành gì? Mình khỉ. Hỏi bữa nào mấy tụi thấy thấy là vậy đó, ngồi với tụi cứ phản xác phán quyết một cái người ăn ớt là tâm thiện thức quả bất thiện. Ông này ông ăn ớt rồi tâm thiện thức bất thiện, tại vì mình lấy tâm của mình mà nói tâm của người ta không được nói. Khi mà quý tử học xong cái loại tâm vô nhân này là quý tử không đã trở thành một vị văn toàn để lên án và xét xử nghiệp báo của chúng sinh khác, quý tử không được. Càng học càng hiểu đó, quý tử càng thu thúc lại
và ông được nhận xét theo mỗi người khác nhau vậy. Tôi tự nghe kịp không? Có những người ta ăn lắm, rất là giỏi mà họ nói là ngon. Thứ hai người là alloy. Alloy á. Ngon lắm, mát. Cái này là ngon lắm mà. Ăn mà không có ớt mà kia đó, họ không chịu ngon. Còn những gặp xương gặp nó là xương lên mây rồi. Giờ thấy là alloy của nó mà là loại à của mình liền. Thôi mà phải lôi ra. Alloy của nó đem vô. Người ta nghe kịp không? Một cái chén chút xíu này nè. Sư đang cho những giáo sư nói là cái chén chút xíu nè. Mở ra nó một cái chén này nè. Nói lên được lên miếng. Thế đó đó. Gần cả trăm cái cháu chị Thiên. Gần cả trăm cháu chị Thiên một chút xíu này nè. Mà ổng giết bỏ vô trong cái chén của ổng, ổng giết hết vô. Ông hỏi ăn không? Đây ăn chung mà hỏi ăn không? Nó hầm, ông ăn đi. Gõ vô cái ông làm 2-3 bổ hết trời liền. Hơn đi về nói là gõ bò rồi. Thì bị cái này dễ sợ lắm. Mà ổng không hết. Chúng ta nghe kẹp không? Do đó mình không thể nào chịu đựng được. Nhưng mà mình nói chứ ông này là tâm thiện thức quá bất thiện. Không nữa. Nên đừng nói nha. Chúng ta nghe kẹp ha. Ông cũng như vậy. Với những cái trạng thái mà tôi thấy á, mà tôi ta nhìn thấy chúng sanh á, nó khổ á. Mình ăn ớt là mình sợ, mình ăn ớt là vui. Có người tôi ăn thịt tươi, ở là mình nếu mình tưởng sinh nó có những chai cũng tôi ăn thịt tươi, ăn thịt tốt. Nhưng mà con kinh cơn, con quả, ăn thịt sình, ăn thịt thúi, chúng sanh là chết, sình cương nó mà lỡ nè. Thảo nè, như vậy thì lúc đó mình nói là tâm thiền thức, nó là tâm thiền thức gì? Cái đó là cái ngon của nó. Nhưng con canh cơ, con quả quả trên đường mà chúng ta thấy gì con có hút chết đường đó. Thì xuống nó hút màng đó. Thì con quả xuống nó hút màng đó. Thì cái đó là tâm nghiệp thức của nó là gì? Là hồn của nó. Nghiệp của nó dẫn đến. Và ăn cái đó. Người ta nghe kẹt không? Nó cũng như viên dồi nằm trong thân. Nên đang ăn những cái đó. Nhưng mà mình thì thấy là mình sợ lắm. Nhưng mà đó là cái đó là khác biệt với chúng sanh này như thế nào. Thì tự nghe kẹt ha. Phải cẩn thận lắm. Tỷ thức cũng vậy, cái mùi khí hơi. Có những người đã ở trong cảnh mà bất thiện, hậu mè mà họ không thấy nó là khó chịu. Còn cái người mà ở trong cái quả tối báo mà họ không bao giờ họ đón nhận cái mùi hôi khó chịu thì họ thấy khó chịu với những thai tới đó. Nhiều chúng sanh, chúng ta đừng có nói. Chúng ta vô nó nói chứ ở cái gì mà hôi hát thì tụt ngừa tù vậy đó. Cái đó mình lên tiếng vậy thôi. Thì tôi không được, họ đang thích cái đó, họ đang thấy hạnh phúc ở đó đó, nghiệp của chúng sanh đó đó, mình đừng nói đó đó, mình phải nghiệp của mình đó đó. Hả? Vậy đó, nhưng mà tự phải cẩn thận nha, cái tự nghe kẹp không? Vậy đó đó, cái người mà chiến sĩ, đó mà trận chiến, thấy cảnh đánh giặc, phản xấu, giết hại, và họ thấy tâm nhận tất cơ là bình thường. Nhưng mà con người của mình mà thấy bắn súng rồi giết máu máu hót máu mè đổ ra quả hót thì mình nói là tâm nhận thức là quả bất thiện, tâm nhận thức kia là quả bất thiện. Nó nói thì sao không nói được thì tôi nghe kiểu ha. Vì đây thì đều tất cả đều là gì? Vô nhân. Nó không có đặt trong với một cái trạng thái tham sân si, không tham sân si, nó chỉ là quả là chỗ sanh ra mà thôi. Và chính nó đang thừa hưởng cái chính của sanh đó, đang có được tâm thức đó. Và họ biết chính họ mà thôi, mà mình không lên án được. Tôi nhớ rõ rồi. Cái tên nghe kẹp ha. Thôi. Thì nghĩ là phải loại cái tâm là bảy tâm quả. Là thiện và bất thiện. Không, sao bất thiện? Chúng ta hành quá. Tên. Chứ còn ăn đây. Tới rồi tháp, tâm quả thiện, nó có được tiếp nữa. Chưa từ xin bỏ ra đấy chứ sao giờ bây giờ chưa nói tới giờ sáng giờ còn một tiết nữa mình lúc sáng giờ đang ngồi thiền chúng ta nghe kịp ha. Rồi nghĩa thứ hai nữa thì tâm nhận thức, giờ xin nói tâm nhận thức. Với những người Phật tử nghe giáo pháp của Đức Phật hay gặp Đức Phật nổ pháp, họ tâm họ quan hỷ cúi cho lĩnh lễ với pháp Đức Phật, tâm nhận thức của họ là quả thiện thâu cảnh sát Đức Phật quan hỷ. Nhưng mà những người ngoại đạo, những người mà theo tôn giáo khác, họ nhìn thấy Đức Phật bất mãn, quan trái, không quan hỷ, họ nói là tâm nhận thức của họ là gì? Là quả bất thiện. Nó nhìn thấy Đức Phật là nó không quan hỷ,
không được phát tướng như thế Đức Phật, là tâm nhận thức quan thị, phải không? Nhưng mà mình không có nói là họ sai, mình đúng. Đứng trên quan kiến của mình nói gì cũng là không đúng. Quý vị nghe kịp không? Gần chưa? Nhớ những đó đó, những cái nhận thức đó, nó khác nhau. Những cái quả của nó, những cái nhân của nó, những cái nghiệp của nó, đưa đẩy lên cho nó. Nó có như vậy, mình cũng vậy thôi. Mình không được nói cái mức độ đó. Chứ người ngoại đạo nhìn thấy Đức Phật không quan thị, người Phật tử nhìn thấy Đức Phật cũng tâm nhận thức quan thị. Khoảng nè, cái tự nghe kẹp ha, được chưa? Rồi, cái thứ hai, mấy người ngoại đạo nhìn giáo pháp Đức Phật không quan thị, tâm nhận thức của họ không quan thị. Tâm nhận thức của họ không quan thị. Nhưng người Phật tử nghe giáo pháp Đức Phật quan thị, tâm nhận thức của họ quả thiện, ta kêu quả bất thiện. Người Việt Nam mở cửa ra khỏi nhà, sáng sớm gặp người đàn ông qua là hên, người đàn bà là xuống vô đóng cửa lại, vừa mở cửa cái đàn bà bầu đó. Xin nói cho đàn bà đó là đàn bà cái gì tiếp đó, sáng sớm tôi từng nói có gan quá gan, mà vừa thấy người đàn bà đi ngang qua, con bữa nay không đi làm nghỉ. Mới tưởng nghe không, thấy người đàn ông đi qua đi đường này đi hên, thấy người đàn ông là được thôi. Đây là cái tự nghe chứ không, quan kiến, quan kiến, kiến chấp, kiến thủ, cô chấp như vậy đó. Còn thứ nữa, người Việt Nam, xin nói tiếp, mở cửa ra, đám cưới, xui, đám, bà. À sao biết đám không? Bây giờ thấy bố là ba rồi. Đám tan. Đám tan thì thôi. Đúng không? Đám vậy đó. Không biết mình thấy không? Ông tông đạo biết đó. Anh làm công ty tàu gì đó, tàu mở hàng cái đó, rồi cái mở cửa hàng nha, nhà biểu tượng mở cửa tiệm, rồi vô mà thấy vậy đốt đốt một lòng, nghe không? Ông mấy cái đó nó thù lỗi, thù lỗi lắm, đốt một lòng đấy, cái đó là tội lỗi, cái đó là giới cấm thủ, tà kiến kiến chấp. Sai lầm một cách rất là vô minh. Chúng ta nghe kịp không? Đó là những cái điều đó đó. Khi mình học qua đây, nhận rất là quả, nghĩ rất là quả, mình thừa hưởng cái nó, nhớ cái nghiệp quả, nghiệp quả các thứ mình đã tạo ra, thì cứ theo đó, mà nó đâu có hưởng cái cảnh đâu. Nó chỉ là một máy móc thôi, cái cảnh đó thôi. Và nó không có hưởng cái cảnh, nó chỉ biết cái cảnh sát thôi. Đẹp, xấu, tốt, hay, dở, nó không phân biệt. Nó chỉ thâu như một cái camera, mới tự cho anh bắt nó thôi. Thế tôi nghe kìa ha. Nhưng mà mình đặt cái đó, một cái tôi, cái thanh kiến của mình tại đó, hay một cái ngã mạng mình tại đó, lúc đó mình đang tạo ra một cái nhân, tạo ra một cái nhân. Còn nếu mà tôi tự biết như vậy đó, quả thật tôi tự đang gì? Cắt cái nhân, cắt cái nghiệp, chứ thì thấy như thấy, nghe như nghe, ném như ném mà thôi. Đó là Vipassana mà chúng ta đã học qua. Biết tính nghe kìa. Còn không á, thì cái duyên nào đó chúng ta tạo ra nữa. Duyên nào đó chúng ta tạo ra nữa. Duyên nào đó chúng ta có nữa. Thì chúng ta sẽ gặp lại nữa. Biết tính nghe kìa ha. Rồi do đó, những cái đây, chúng ta cũng như vậy. Với cái tâm nhị thức, chúng ta thích nghe. Nhưng mà cái nghe này là cái biết cảnh thân là thôi. Chứ không có gì khác. Cái này biết cảnh hơi mà thôi. Cái cảnh bị mà thôi. Cái biết cảnh xúc mà thôi. Cái cảnh xúc mà thôi. Ở tới đây, sư giải thích thêm cái phần khổ. Với những cái tâm này, tại sao gọi là xả? Mà tại sao này là khổ? Với cái trạng thái giữa nhãn tiếp xúc với cảnh sắc. Chúng ta nghe kịp không? Giữa nhĩ tiếp xúc với cảnh thân. Giữa tỷ tiếp xúc với cảnh hơi. Như vị tao biết với thiệt tiếp xúc cảnh vị là quý tử không có đụng trực tiếp, không nè, nhãn quý tử mà nhìn sắc á phải có khoảng cách mới nhìn được à, mà quý tử để con cái mắt mình đụng vô cảnh sắc một cái đó chán ngán liền, lúc đó là thanh thức chứ không phải là nhãn thức nữa, đào nổ đông đóm mắt lên, nổ đông đóm mắt lên thấy 36 ông trời xung quanh. Cái đó đâu phải là tâm nhận thức, cái đó là tâm thanh thức, thọ lãnh cảnh, cảnh xúc, khổ thọ. Do đó những cái này
là xã, vì nó không có đụng chạm khi mà thâu lấy cảnh. Tớ nghe kìa không? Ví dụ như người ta mắng người tớ, Cam Thành nó chỉ nghe mà nó đưa gió đưa tới lỗ tai mình nghe thôi, chứ đâu đụng vô cái bóp lỗ tai mình cắn gián một bàn mình ghê quá vậy. Nó có cái lời họ nói mà, mình lên cái kìa không? Hết chưa? Và như gió nó bay bay. Rồi cái này cũng có dần thời cái này à. Gió nó bay bay. Hả? Gió nhiều gió không mạnh á. Nhưng mà gió đó trường hợp người mày yếu cái tâm sợ. Chứ còn nếu không thì chung gì. Thì tôi nghe kèo không? Dạ. Thưa sư, còn cái dĩ thì sao? Tư cái lưỡi nó đụng mà. Lưỡi của tử là đều, cái lưỡi của tử đang ăn là thật thật mềm. Nhưng mà cái tử cắn một cục sạn đó là thân thức thọ khổ. Chứ đâu phải là thiệt thức thọ lấy cái vị đó. Vị mà cái tử ăn nó ra cái vị là cái nước. Cái tử nghe kèo không? Vị là ra cái nước, chứ đâu có ra cái sốt. Cái tử cứ nuốt cái nước nó vô thôi à. Nên ra cứ là mềm, cái tử chừng có không phải. Nhưng mà cái tưởng mà cắn chút một hạng trong đó hay là cắn cút một viên gạch trong miệng đó, nếu như mình luôn như viên gạch trong gai luôn đó, thì lúc đó mình thấy răng nó ra, thì lúc đó là thân thích thọ khổ, chứ không nói thâm thiệt hết mà thọ vị được. Hả? Cây quá phỏng là cái thân thích thọ khổ, cái đâu gọi là thiệt thức thọ bị. Thiệt thức thọ bị là khác, hiểu không? Do đó tất cả các cảm xúc đó, các sự mà tiếp xúc đó không có đụng nên là thọ xả, nhưng mà thân ta thọ khổ là bất cảm xấu. Cái tỉnh nghe kịp ha, hiểu chưa? Do đó nó có khác biệt nhau một chút đó thôi, mà quý tử mình để ý là như vậy. Nếu nó tự nhìn vô em nè, tất cả đều mọc luôn hết á, mà quý tử coi cái bảng quý tử thấy rõ hơn là tất cả đều là màu xanh hết á, nhưng mà tới cái thọ khổ nó màu đen, nó bầm á, đụng vô cái thang rồi đó nó bị bầm nên nó màu đen, nên cái chỗ đó cái màu nó là gì? Màu đen. Nên nghe kẹp không? Thật chưa? Giờ đó nó khác nhau một chút rồi. Còn cái dưới này á, họ lạc cái màu vàng. Đấy nè. Mà xưa thì ngày tỉnh sử thì để màu trắng, nhưng bây giờ in ra màu quá, bây giờ thành ra màu vàng luôn rồi. Hả? Dạ. Cuối ngày đó, đến ngày trước các sư học, ngày mình để màu trắng. Cái thời mà các sư học đó, là do các ngài nói chứ trắng quá thành ra cái nền miếng giải đó, hay tính bản màu trắng, khi mà sơn là một vàng, nghe không? Vàng, giờ đỏ ra, đỏ ra luôn đỏ. Tôi tính như kiểu là, cái thật ra không phải, nó ngủ thọ mà. Tôi tính nhìn vô cho cái bạn mà, năm mà bảy cái tâm sở trên này nè, nó có năm màu đó. Tôi thấy cái năm màu không? Thấy không? Cái màu, năm màu không? Chắc bạn điều để ở nhà, ở trong em. Gói với hoa là để trong tủ, phải không? Ông dán lại sợ, sợ hư. Đưa ra cho ông tử để còn tại sợ hư. Các bạn chỉ chưa cũng đặt cả. Xin ông chứ không chứ không chứ không quý mà đầu tiên mà các người ta chỉ chờ bạn không có mang theo mà dùng, không mang theo một hộp á, rồi đụng cho tiền đó đó. Bên kia rồi tiếp tục nha. Do đó ở trong đây có tự hiểu tại sao thành thức thọ khổ là không nè, tại vì đụng chạm và có sự gia chạm mạnh, do đó nó mới là thọ khổ từ nơi gì quả bắt bắt thiện. Nó tự kịp nha, có được tự thấy không? Ngay cả Đức Phật ngài cũng vậy thôi, ngài đi trị bệnh khắc thịt mà ngài đạp với một cục viên đá. Trong bộ bài kinh Tư Ngôn Một Kinh á, mà tự đọc kia thì ngài đạp cho cục đá, đá nó cắn vô chân của ngài làm ngài chảy máu. Cái bước là mình thẳng một cái đại núi, mình thẳng đá cái ngồi xuống, một gạch đi trên cục sỏi với cắm cái chân này. Cái người nói Ananda, chân Như Lai nhức lắm, đẹp chẳng.
ngày thánh thích cái thọ thọ khổ có ngày tên cái kiệt mà không có cái gì khác biệt hết á. Ngày như chúng ta cũng vậy thôi, đã là thánh thích mà quả bất thiện thì là điều là cảnh khổ hết cả, không có riêng biệt cả chứ. Rồi khi mà ngày ba tháng cuối cùng, ngày sắp sửa ngày viên tịnh niết bàn ở tại giường Kusinara, ngày thọ bình kiết lị, thanh tích của ngày thọ khổ, ngày bị thọ bình kiết lị, thanh tích ngày thọ khổ, khát nước ngày thọ khổ, những trạng thái khó chịu thì cái thanh này đang đòi hỏi những cái gì và nhu cầu ngày đang cần có. Thế đó là mình sẽ thấy rõ như vậy đó, không khác biệt. Ta thọ bình kiết lị và ngày thọ bình kiết lị, hai cái đều giống nhau nhưng mà khác nhau giữa tâm với ngày và tâm của ta. Tâm ta dính mắc cột chối vào đó thì là nó cũng dấy lên, còn tâm với ngày gì buông bỏ thì là ngày nhận nhận thức mà ngày nhận thấy được ta. Còn mình đây không có, mình tạo ra tiếp khóc la cầu cứu kêu van mình kêu vô giúp mình tạo ra tiếp. Còn ngày làm thân thì đừng là ngày quan sát thấy nhân nào quả đó, người ta trả những gì người ta có, thì đó khác nhau cái tâm. Còn khi mà thọ đó thì giống nhau cả, cái tự nghe kịp ha, tự nghe kịp ha. Khi mà cái tự uống nước, cái trạng thái uống nước của mình uống nước và tất cả tất nhân uống nước đều giống nhau, nhưng cái tâm của các vị đó với mình khác nhau là không. Cái tự uống nước khi trạng thái thích thú hay là tham đắm, còn các ngài uống nước cái trạng thái giải khác như cái thằng đang ngập nước khác biệt nhau, không thấy gì khác hết. Tự nghe kịp ha, rồi chưa, rồi chúng ta đi tiếp qua cái tâm thứ sáu. Tâm thứ sáu mà cứ tự làm quen với nó là người ta gọi là gì, tâm tiếp thâu lấy cảnh. Thì tâm này bắt đầu đã đem vô, hay gọi là tâm tiếp thâu lấy cảnh. Dạ sư nghe. Thưa sư, con có thắc mắc lớn rồi, và cái như là cái bệnh mà chết liệt đó, thì nếu mà mình con không có nói về tâm, nhưng mà thì đó như là cái trường hợp như là mình bị chết liệt, thì nếu mà mình bác sĩ đó, hoặc là mình bây giờ như là mình là bệnh phát tử thì mình nghĩ nó là nghiệp, thì mình có nên đi bác sĩ hay không? Không đi bác sĩ thì sao mà đi bác sĩ thì sao? Thì xin nên sư bệnh nó sẽ đi nhau đó là mình ra. Nếu mà mình đi bác sĩ thì mình còn tiếp tục còn giữ thân này, lo hành đạo tiếp mà. Nhưng mà mình cắt cái nghiệp đó không, hay là mình chưa hẳn nữa. Mà mình đi bác sĩ nó đâu phải là mình đang tạo nghiệp nữa đâu. Mỗi cái tác ý là quan trọng. Cho nên là nếu như cái trạng thái mà mình bây giờ mình bị bệnh và mình là Phật tử nha, đến tóc đoàn người Phật tử thuần thành rồi đó, có cái tính rồi đó nha, có cái chuyện kiến rồi đó. Khi mà mình bị bệnh lên thì mình nói chứ không, cái thân này là quý lắm, mà khó để gặp được Phật pháp lắm, mà giờ mình có bệnh đó, phải lo chữa để mình có tiếp tục hành pháp nữa, chứ còn bỏ ra một lúng liền mắc cơ rồi. Vậy đó mình phải đi, mình sống sáng mình chữa cho lẹ, cái tự nghe kẹp không nữa, chứ không để bỏ qua. Còn nếu mà bỏ qua, mắt thân này khó trở lại kiếm được, mà khó có dịp được gặp Phật pháp được, mình lo tu tập được, nó đó phải cố gắng đi liên tục à. Ngày đêm tối rồi cũng đi vậy đó, gặp bác sĩ này đúng 3 giờ là phải đúng 3 giờ, không ai cần từ chối mình được hết đó. Từ cái bàn khác thì tới cũng tới rồi, cái tự nghe kẹp ha. Vậy đó, mình phải lo chữa bệnh cái đạn được, để nó còn tiếp tục cái thân này là hành đạo chứ. Nên tôi nghe kiểu nè, còn khi mà quý Phật tử nói là cái thân này là tốt, là đẹp, là ngon, là hay, cái tự nuôi dưỡng với cái thân, đắm vô cái thân này mà không có tu á, thì họ đừng cần cái bác sĩ. Lúc đó đừng đi bác sĩ mà đi Miến Điện thôi. Để gặp là thấy tu, người ta tu và lo tu. Nên tôi nghe kiểu không? Chứ còn nếu mà bây giờ đó thì sẽ khuyên như vậy đó. Thế tự nghe kẹp không? Sư kể lại, ngày là Đức Phật, ngài có một vị bác sĩ chân đi tên là Chi Hoa Cá. Một bác sĩ chân đi nổi tiếng là thầy thuốc chữa bệnh, nổi tiếng thời đó. Từ thời, giống như Qua Đà của bên Qua này đó. Thế tự nghe kẹp không? Mà ngài một lần ngài đi bị mũ ở trong cái xương cái tay của ngài, phải da ngài bị mũ. Thì tất cả chư tăng các hoàng tử tìm đến ngài Chi Hoa Cá này là một vị linh y đã chữa bệnh cho ngài. Mà lúc đó là mũ nó đang sống vô qua thịt, nó gọi là bạch lương, ăn vô cái xương của ngài. Thì Chi Hoa Cá đã lại bạch cái tôn, ngài cho phép con thì con mới làm,
Đức Phật nói nên làm cái điều gì nên làm cho Như Lai. Mà Thế Thế Tôn cái này phải xuống cái xương phải cạo ra nó tới đó. Mà Thế Thế Tôn cho phép người nên làm cái gì nên làm cho Như Lai. Bắt đầu là hãnh lễ sám hối, không xúc phạm đến người thân, cạch chảy máu Đức Phật là cực trọng nghiệp, phải không nè? Ngài cho phép hết rồi, cạo móc não, không có thuốc tê, không có thuốc mê. Ngài cũng phải chữa. Chứ bây giờ mình ra là không có, mình lúc ra là thấu trời đó. Dạ có, quý vị tự nghe kịp không? Mà ngài cũng có chỉ quả cá gì, ngài cũng có bác sĩ để lo chữa bệnh cho ngài vậy. Cái điều đó là quả thật vậy. Nhưng mà đối với ngày hôm nay, đối với ngày hôm nay, và sư được biết á, gắt ớt cho thế giới, những chư tăng từ chối từ sự săn sóc và lo lắng của bác sĩ. Điển hình là các ngài cao tăng hiện nay ở bên Miến Điện là không có đón nhận bất cứ một người bác sĩ nào tới săn sóc ngài nữa. Ngài cứ lấy pháp, ngồi quán pháp, hành pháp, nhìn thấy pháp, đối diện pháp, nhìn tới cái đó nhân quả của nghiệp báo, ngài chẳng tiếp tục lo tu nữa. Ngài không có nhận bác sĩ. Điển hình như ngài Kundala, ngài đã từ chối sự săn sóc của bác sĩ mấy năm trước rồi, và ngài vẫn tiếp tục ngày sống tới ngày mà 93 tuổi ngài mới mất năm ngoái tháng 12, và ngài không có đối diện với bác sĩ. Đó là cái tâm của các vị đó đã đi tới một cái từng đạo quả của ngài rồi đó, ngài mới dám đối diện với sự thật được. Chứ tôi nghe kịp không? Còn với mình thì không có, mình còn phải đi nhanh hơn nữa. Kêu mua lăng hay là 911 hay là 811 cũng được nè, miễn sao nó giải quyết mình nhanh nhất là hay nhất rồi. Mấy tưởng nghe kẹp không? Nha, mấy tưởng nghe ha. Thế nên nghe xong rồi bắt đầu mua hết cái thằng này nè. Nghe chưa? Ngày mấy tưởng đau, đau tại cái đi bác sĩ không? Em nhà nằm nghỉ. Đi ngay. Đi ngay hả? Đi để hành đạo. Giữ thằng này để hành đạo. Phật pháp đâu cũng tao biết, có khó gặp có nghe. Rồi mới ra giữ thằng lọ tù. Vậy em cứ tỉnh ngay kẹp ha. Không nên bỏ qua. Thấy chưa? Rồi, ta nói tiếp cái này ha. Tâm chích thâu là cái một vị trí mà quý tôi sẽ học ở trong cái lộ trình tâm á, quý tôi sẽ thấy được nó. Nhưng hôm nay xin giới thiệu đây, tại vì nó nằm ở trong cái bộ môn mà chúng ta cần phải biết hết tất cả 121 cái tâm này. Thì cái tâm chích thâu á là cái tâm nằm kế làm sao cái tâm thân chích thâu khổ để mình thấy nè. Cái tự nghe kịp không? Mình sắp đặt đây cái tâm chích thâu, tức là tâm chích thâu thâu lấy cảnh như là người chuyển giao vậy đó. Như tự đứng nha, đằng trước đây có một người đứng tiếp bạch, đằng sau đây đây cũng có một người kế bên, tương tự người ta kêu chuyên, người ta chuyển qua đường, cái tên là người tiếp tiếp thâu, người ta nghe kịp không? Người ta đưa qua tự, người ta đưa qua là bên này này gọi là tiếp tiếp thâu. Như vậy thì khi tâm nhãn thức thâu lấy cảnh sắc thì nó đưa xuống tâm tiếp thâu, chuyển qua cái tâm kế tiếp đó, nên cái tâm gọi là gì? Tâm này là tâm trung gian. Các bạn nghe kịp không? Cái gì tâm nhĩ thức thâu lấy cảnh thân thì truyền xuống tâm để thâu đưa qua một lộ trình tâm. Tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức tiếp thâu cảnh hơi, tiếp thâu bắt ra đưa qua cái tâm tiếp nữa. Tâm thị thức tức lấy cảnh vị đưa qua tâm tiếp thâu truyền qua tiếp nữa. Và tâm thân thức thọ lấy cảnh khổ nó tiếp thâu nhận lấy cái sự cảm xúc đó, bắt đầu đưa qua một cái tâm đó tiếp nữa. Do đó tâm tiếp thâu này là một tâm trung gian, làm cái chức vụ của nó, nhiệm vụ của nó là gì? Tiếp thâu lấy cảnh và truyền giao tâm nói tiếp cái bền. Các bạn nghe kịp không? Do đó nó là gì? Xả thọ. Nó không có vui mà có không buồn. Các bạn nghe kịp không? Làm cho trạng thái máy móc đến rồi đi. Các bạn nghe kịp không? Không phải của nó chỉ là trạng thái chuyển giao mà thôi. Như này quý tử cũng như là mình nói ra hình thức này như một mail men, một vị phát thơ bên kia ta gửi, họ nhận được thơ hay là nhận được món quà bên kia ta gửi đem lấy ra cho quý tử thôi. Các bạn nghe kịp không? Còn cái thằng mà coi thơ hay là coi món quà người ta gửi tới mình á, mình vui, mình buồn, mình thích, không thích á là cảm thọ của mình. Nhưng mà người phát thơ chỉ làm nhiệm vụ gì? Giao hàng mà thôi, giao thơ. Không có vua không buồn trong đó, không phải chúng mình đâu mà lâu. Thì tôi nghe kèm không? Được chưa? Nó gọi là tam tiếp tiếp thâu, được chưa ha? Rồi cái tam thứ bảy thì chúng ta lại nữa là gì? Tam thứ bảy này là tam
xét xôi, thẳng thắn là xét xôi, xôi xét đó, nên là xôi ngó đó, chờ ngó đó, nhìn xét, nhận xét đó, cái từ nghe kịp không? Rồi là tâm thẳm, thẳm tâm, tâm soi xét, thấy cảnh thì mình soi xét, nhưng mà mình không quyết định, cái từ nghe kịp không? Cái này tốt, cái xấu, thì chỉ mình nhìn thấy thôi. Thì tâm gọi là tâm thẳm, thẳm tâm, là cái tâm xét soi, dòm ngó, nhận xét, với cảnh, cái từ nghe kịp không? Chưa nè, thấy chưa? Nó chưa tới cái trạng thái tâm đón định, cái tâm đón định nó mới là cái tâm đưa vô đó, cái cảnh đó. Còn ở đây, chưa, yeah. Mình học lộ trình tâm á, tại vì xin nói lại với tư, cái cô chưa đọc, nói với lộ trình tâm là nên tư xin nói cái này, và từ từ nghĩa là, hay là, được chưa? Còn chúng ta, nếu ta nói tới lộ trình tâm á, chúng ta mới thấy được, thứ nhất á, là tâm này là tâm khai của môn, chúng ta chút xíu sau ta học tới, nếu chúng ta có giờ, tâm khai của môn là tâm mở cửa lộ ngũ, nhãn nhĩ thị thiệt, rồi sau đây là tâm nhãn thức, tâm nhãn thức. Rồi cái tâm này là tâm tiếp thâu, tâm tiếp thâu là truyền cảm qua. Rồi tâm này tâm thẳng tánh, tức là nhận xét với cảm. Rồi tâm này tâm đoán định, là cái tâm này đó là quyết định giao này cho ai. Lúc đó cái tâm này quyết họ hướng cảnh 2, 4, 5, 2, 4, 6, 7 động lực là cái tâm này là phụ hưởng cái cảnh nè. Vậy thì quý vị tự nghe kẹp ha. Thí dụ, bây giờ thí dụ người gác cửa là tâm khai của môn, tâm khai của môn là người gác cửa. Bệnh nhân tới một bệnh viện nè, hay tới một bác sĩ nè, tâm khai của môn là người gác cửa. Rồi vô cái anh tâm nhãn thức này là cái người mà nhận vô đó, là thấy người bệnh, thấy người bệnh nhân, làm thủ tục giấy tờ, thì làm thủ tục giấy tờ thì cứ qua tới phân ban chuyên môn hay là bộ môn chuyên môn, cái người đó tiếp thâu người bệnh nhân vô, rồi bắt đầu mới xem cái này là cần phải đi X-ray hay cần phải đi xem xét để thử máu hay là cũng đang là thẩm tán truyền qua bên cái người đón định, cử cỡ gửi người bệnh nhân đó lên trên phòng chuyên nghiệp của nó đó. Thì cái này họ không, cái này mới là tình tiếp thâu, tiếp thâu qua cái này là xem xét, rồi tới đây là gì, quyết quyết định và giải quyết bệnh nha. Lúc đó ta giải quyết cả, các bạn nghe kịp không? Do đó đó quý vị phải thấy rõ cái tâm thẳng thắn là cái tâm lúc đó là nó đang dòm dòm ngó xem xét cảnh thôi, chứ chưa quyết định được. Và qua cái tâm đón định, cái tâm đón định này nó mới biết rằng là bệnh nặng, bệnh nhẹ, bệnh tốt, bệnh xấu, bệnh nhiều, bệnh ít, hay là bệnh này là bệnh gì, nó đưa qua phần phân ban chuyên môn chữa bệnh đó. Thì lúc đó cái tâm đón định này là cái đó là cái phần cuối cùng để mà cắt đứt cái lộ trình mà đang thâu cảnh vô, và bắt đầu qua tâm động lực này, đẩy tâm động lực này là tâm này thụ hưởng lấy cảnh, giải quyết lấy cảnh. Lúc đó tham sân si thì bại lên. Còn những cái này lấy trạng thái này chỉ là một trạng thái máy móc thâu lấy cảnh, đưa cảnh buồn. Các bạn nghe kịp chưa? Do đó khi chúng ta học qua cái lộ trình tâm á, thì chúng ta sẽ thấy được chức năng tại nơi đây, tâm tạo nghiệp, giới sắc na thứ nhất là hiện báo nghiệp tạo ra, giới sắc na thứ nhất là hiện báo nghiệp, giới sắc na thứ bảy là hậu báo nghiệp, là kiếp cái sau, giới sắc na thứ hai và thứ sáu, 2, 3, 4, 5 và 6 là hậu báo nghiệp, từ đây cho tới ngày đắc chứng đạo quả vô sanh niết bàn, ta vẫn mà trả nghiệp giống như căn bệnh kết lý đức Phật, luôn tuổi ngày cho tới ngày vô sanh niết bàn, hậu báo nghiệp. Do đó đó, lúc bây giờ tâm đã tạo ra nghiệp, mà lúc bây giờ tâm động lực này và tâm thụ hưởng lấy cảnh đó gọi là chao qua đá đó, là có hình bài tham sân si, hay là vô tham vô sân vô si. Lúc đó là nó đang có mặt cái tính chất của những cái nhân tác động. Còn những cái phần này nãy giờ đấy là những phần này gọi là gì? Tâm vô nhân. Các bạn nghe kịp không? Tâm khai ngôn môn nằm ở đây. Tâm đón định, tâm đón định mà quý vị thấy đây đó là tâm khai ngôn môn nằm ở đây, thuộc toàn là những tâm vô nhân, chuyển do cái cảnh. Còn vô cái phần mà đóng lực từ 1 tới 7 cái sắc na tâm này là tâm đóng lực này, vừa là tâm thiện,
như là tâm bất thiện. Tại nên đây cái sư thầy hiện bài nói gì, một cái trí thượng nhân, một cái trí thượng nhân tạo ra nghiệp bất thiện, tạo ra nghiệp thiện. Cái tên nghe kịp không? Bởi chi phối một phổ thông nhân, một phổ thông nhân do bởi dùng mình, lúc bấy giờ tâm thức ta chạy theo luận chấp, hay là lúc đó chúng ta bị tác động bởi nhân nhân, vì tâm này là tâm phủ nhân. Kể chưa? Thế đó, quý tử sẽ bữa nay chúng ta học được bảy cái tâm này là bảy tâm quả bất thiện vô nhân. Danh từ nhiều, quý tử sẽ bị chi phối. Quý tử sẽ về sẽ đọc thêm cái trong phần quyển sách mà sư có viết ra cho quý tử đọc đó. Nhưng mà tại đây quý tử sẽ thấy là cái phần mà sư hướng dẫn quý tử, hướng dẫn tới đây nè. Tâm nhãn thức, đây là kết quả từ một loại tâm tạo tác nghiệp báo. Do đó hôm nay quý tử có con mắt nhìn thấy cái sách này. Tâm nhĩ thức là tâm kết quả do hành động nghiệp báo mà quý tử đã tạo ra trong quá khứ. Hôm nay quý tử có cái tâm nhĩ thức thâu lên thân này. Từ đó những cái nào quý tử nhận thức như vậy được đó, quý tử sẽ cắt bớt những cái hệ lụy tâm thức quý tử duyên theo đó mà vui hay là buồn. Nó chỉ là sao thâu cảnh sát mà thôi, nó chỉ là nghe âm thanh mà thôi. Còn làm sao có đó là quý tử mới nói là những tâm động lực. Nhưng mà nếu quý tử biết thì như vậy đó, nghe như nghe, thấy như thấy, ngửi như ngửi, ném như ném, đụng như đụng, từ các cái còn hết tất cả tự trở thành người chết. Trong cái đường buồn biết đó, thì đó là thụ động nha, không cần biết gì hết. Do đó, còn những người mà còn sống á, những người còn sống á, nó buồn theo đó, vui theo đó, nhớ mắt theo đó, chạy theo đó, và đều nhớ theo đó, và cũng chết tại đó. Chứ sao cũng chết. Là nghe kẹp hát. Nhưng mà cái chết kia chết không tạo nghiệp. Còn cái chết mà nghe cái đó, rồi buồn cái đó, vui cái đó, chết nó tạo các nghiệp. Hai là nghiệp báo rồi. Nghiệp kia chết hết, nghiệp kiếp này tạo thêm nữa, từ cái hai lần chồng chất lên. Từ đó nó nặng nề hơn. Thì có người nó ốm, nó cho thành mập ra, thì bự nó đi nặng nề. Nó đừng nghe kẹp hát. Vậy thì kia nào mà to bự bự đó, rồi người đó nghiệp nó nhiều. Thế thì nghe kẹp hát. Nhưng ngày nào đó, không có người không bắt kịp. Quý tử nghe kẹp ha. Hay chưa? Cái gì đó đó. Quý tử phải hiểu. Qua cái quý tử đọc được học cái này không á, qua cái học này không đó, quý tử đã có một cái pháp hành rồi đó. Cái này là tâm. Quý tử đang ngồi thiền mà quý tử còn mở mắt mà nghe, mở mắt mà nhìn cái gì đó là quả. Quý tử nghe kẹp ha. Quý tử đang ngồi thiền mà quý tử đúng luật của ngồi thiền là phải nhắm mắt, nhưng mà tiếng sao tôi phải mở mắt ra, tâm của tôi giữ không được, mắt mà nhìn thấy, mắt nhìn thấy mà cần thấy là quả từ một cái tác nhân có thúc đẩy sự chưa nói tốt hay xấu, là tôi đã phải mở mắt ra với đằng đó một cái quả gì của tôi đang nghe bạn. Cái tôi đang ngồi thiền mà cái tôi nghe, cái tôi phải lắng tai mình nghe, nó có nói cái gì đây? Cái đó là cái quả, quý tử ta tiếp tục phải lắng nghe để nó lại tạo ra một cái nghiệp báo nữa. Còn nếu quý tử nói ngồi thiền mà không nghe, lúc đó quý tử cắt bớt cái nghiệp để mà thâu vô. Còn nếu mà ngồi thiền mà tôi còn khá nghe, quý tử tạo ra một nghiệp thanh dần. Quý tử nghe kiệt ha. Còn tỷ thức cũng vậy, ngồi thiền không có ngửi mùi mà mình ngửi được mùi là cái nghiệp của mình đã đến để mình chọn may hạnh. Ngồi thiền không nếm vị, mà ngồi thiền nó tự có nếm vị, nếu nó có như vậy. Nếu tôi nghe kẹp hả? Gần chưa? Ngồi thiền mà nếm vị, mình là có vấn đề, có ngồi thiền không nếm vị. Không nếm vị được. Hả? Ở đây còn nói nếm gì đi. Rồi ném đi ném, bắt đầu tôi rồi bây giờ nói rồi tại sao ngồi thiền mà ném không? Thô quá, đem kẹo kẹo đấy. Dạ cảm ơn sư. Thấy không? Chứ bây giờ ho. Ho đó thì đưa tới. Đưa kẹo ho tới nhầm. Thấy không? Ho như ho. Nhưng mà không như đất điện ho như ho. Thấy cái cục kẹo đi tới. Không biết sao mà hay nha. Bắt chân ra.
tắt được cái bỏ cái giấy ra, mà cũng hay nữa nha, nó nhắm mắt rít rồi. Nên vô đó. Bỏ vô. Vậy. Ném. Thế giờ mình tin thấy không? Có mà, chứ nó có thật mà. Nó có bỏ qua đâu. Thấy anh nè. Còn nếu mà mình nói là cái quả, thì cái gì trả, chứ không có tạo anh nữa đó. Thì sẽ đưa tới gì cũng không tin thẳng đi. Nhà anh hết nè. Thế tin thấy không? Nên đang ngồi khóc nha, đưa cái thằng đó nha. Chụp là hết nha. Xúc là xúc. Hỏng ra. Rồi mình đưa cái hàng tay chụp biết là có cái cặp gì nha. Mình thấy không phải bên một nó có bóc nữa. Lộn luôn cái bóc luôn. Em có tưởng thấy không? Nếu mà mình dùng lại đó, không có đụng vô đó, cho nó ra luôn đi. Nếu mà mình biết được cái nghiệp quả mà đặt lên sư là vậy đó, hưng chịu chết, mắt đã đùng chết rồi đấy, con này, con cái này nguyên bóc rồi nguyện tâm, cái thằng nghe kẹp không, cái thằng nghĩ ra đây, vô trong cái lầu nguyện tâm á, thì tôi sẽ thấy nó cái sự nhiệm màu, cái dòng tâm thức mình lạ lùng, và chính Đức Phật ngài người tìm ra thấy được sùng sanh gì cái tâm thức của mình á. Mà làm cho ta có một cái tiến trình tương tự xin của hệ thống rõ ràng như vậy đó. Chúng tôi mới thấy được là cái môn Abhidhamma mà ngày hôm nay trên thế giới gọi là tâm lý học của Phật giáo, hay là chúng ta sẽ thấy là một cái môn mà không có một nhà tâm lý học nào hiện đại tìm ra cấu trúc chặt chẽ nhưng tiến trình tâm thức sinh diệt qua một bộ phận tâm 17 sát na. Rõ ràng là chi tiết như một môn người sẽ học thấy rõ như vậy đó. Cái tình hiệp dịch nè, nó có mỗi một cái tâm á, nó lính liền với nhau, như là cái tác ý đó, cái vẽ ở đây, cái tự cũng thấy là không có khoảng hở. Cái tự vẽ một cái lộ trình tâm là không được vẽ khoảng hở, mà vẽ sát liền với nhau. Qua cạnh lại, tình này là tình một sát na tâm. Và đây một sát na tâm đây, đây là một sát na đại. Và trong một sát na đại, nó có ba sát na tiểu, sanh trụ diệt. Cái tự nghe kịp ha. Nếu như ta nhìn góc độ đó, chúng ta mới thấy sự vi tế của cái tâm thức của mình. Nó có ba cái sắc nền tiểu trong này, sanh tự diệt. Và từng mỗi một cái nhìn tâm khai của môn, tiếp qua là tâm nhận thức, rồi tâm tiếp thâu, tâm thành tánh, tâm đoán định và bảy tâm cảm lực. Với những cái cảnh mà nó đến mạnh quá mà quý tử còn chạm lại được, giữ lại được, hưởng lại được á, nó rớt thêm hai một cái sắc na tâm nữa gọi là tâm na cảnh. Na cảnh là hưởng lấy cảnh dư. Giống như quý tử có người bạn hiền hay là thân bằng quyến thuộc, quý tử tới nhà thăm quý tử sau bao nhiêu năm xa cách, khi mà họ ra về, sự tiếc nuối hay là luyến tiếc của mình muốn còn níu kéo họ lại, vậy đó giữ là một lần, hai lần rồi họ mới ra về. Cái đó gọi là cảnh dư, đó gọi là tâm na cảnh, hai sắc na tâm. Quý tử nghe kịp không? Cũng như quý tử ăn một trái xoài, sau khi quý tử thưởng thức cái vị ngọt cái trái xoài mà quý tử thỏa mãn, nhưng mà cái tới cái hộp xoài mà quý tử đang có, quý tử còn tiếc đó, quý tử cạp một lần nữa mới bỏ cái hộp xoài đó đi. Còn nước mét nữa. Quý tử nghe kịp không? Nó là tâm ná. Tâm cả hạ đủ cái 7 cái động lực đó. Dạ, nó hưởng cái của cả 7 tâm động lực đó, chưa đủ, chưa hết. Còn hưởng tiếp. Và cái lần này là cảnh. Nhưng mà có những người ta không xài những cảnh dư. Ví dụ họ ra về cho ra giờ liền, không có ném kéo, không có bệnh tình, không có nhắn nhủ người đó gửi mail cho tôi hay là gửi móc cho tôi gì đó, không biết hết. Do đó đó thì nó không có hai cái tâm đó, hai tâm là cảnh đó. Hả? Là cảnh đó. Không nghe rồi hả? Hả chưa? Cái đó cái tử sẽ qua trong cái lộ trình tâm thức á, nó sẽ đi cách chặt chẽ. Mà cái tử sẽ được tới khi mà cái tử học tới đó đó, thì sư sẽ phát cái bản đồ ra, quý tử sẽ đọc học cái bản đồ đó, mình tự sẽ thấy rõ từng chi tiết hơn. Tuy nhiên hôm nay qua cái phần này, sư muốn trình bày quý tử có một cái nhận xét là tên gọi của bảy tâm quả bất thiện vô nhân là chúng ta biết đây là thừa hưởng với một cái tâm bất thiện nó tạo ra. Bây giờ những cái tâm quả này đưa đến chúng ta phải đón lấy với những cái cảnh quả mà chúng ta đang nói con. Nếu quý tử lấy một cảnh nào gọi là quý tử nói
biết tôi nói cho họ mày sư nói và bất cứ một người khác nói, biết tôi nói cho tôi thấy một cảnh xấu, biết tôi niệm cái đó là gì, đó là cái quả bất thiện tôi đang nhận với cái nhân quả bất thiện, nhân bất thiện quá khứ tôi đang làm. Khi mà tôi nói tôi có nhận thấy một cảnh xấu xấu, đừng tự mày niệm liền quả bất thiện từ nhân bất thiện nghĩa bất thiện ta tạo ra trước đó, tôi tự niệm liền. Khi tôi nghe một âm thanh, âm thanh tôi không hài lòng, không thích hợp hay là không vừa ý, tự nghĩ là gì, nhị thức lấy một cảnh thân quả bất thiện từ lên một nhân bất thiện hay một nghiệp bất thiện là tạo ra trước đó, tôi tự niệm liền, tôi phải niệm liền. Còn cũng vậy, tôi tự đang ngửi một cái mùi hôi không hợp, hiện tượng đó là cảnh hơi quả bất thiện, tâm tỷ thức đón nhận từ một nghiệp bất thiện trong quá khứ đã tạo lành này cho con. Rồi cái tự ném một cái vị mà cái tự đó không hài lòng, đắng quá, cay quá, mặn quá, chát quá, chua quá, vân vân, thì nói là tâm thiện thức không đắng lấy cảnh vị quả bất thiện từ một nghiệp bất thiện quá khứ đã tạo ra này, tự phải đón nhận. Cái tự nghe kiệm ha. Rồi cái tự nằm xuống với cái trạng thái không được êm ái, cái giường hay là cái nơi cứ ngã lên mình cứ thấy ê ẩm người mệt mỏi đau nhức, hay là nơi đó là gai góc hay là những cái gì là cũng bị khó chịu, hiểu từ nơi đó không chắc tên là thân, không chắc là thân, mà tôi phải nhìn ra đó gì là một cái quả bất thiện đang chỗ ra, tôi đang nhận lấy từ nơi mò cái thì bất thiện quá khứ đã gieo ra nên tự có cái này, cho tôi nghe kịp ha. Do đó đó, nhưng khi tôi tự nhìn thấy những cái con người mà được mừng được mẹ người cha sinh ra tay chân họ lành lặn, nhưng qua một cuộc chiến hay là qua một cuộc tai nạn tay chân họ bị mất, họ biết mất một phần nào trong cơ thể của họ đó, quả bất thiện người ta tạo ra, không phải người mẹ người cha tạo ra, sinh ra họ là đầy đặn tay chân đủ tứ chi, họ có đủ, nhưng mà này họ bị kiếp quả bất thiện nó tới, nghiệp bất thiện nó bị kiếp và họ phải trả những phần phải bị cắt mất đi, và đó là phải thấy rõ điều gì đó. Mới từng nghe kịp mà mình nhìn cho đó, chúng ta cứ tiếp tục lại nhìn lại nào là nhân, nào là quả, yếu tố nào là tốt, yếu tố nào xấu, thanh lập lại nó đó, thầy giải quyết được cái tâm ta. Từng nghe kịp mà thanh lập lại nó đó, thầy giải quyết được tâm ta, mà hiểu biết tại nơi đó, tâm ta hiểu biết trong ngày sáng sáng suốt hơn. Từng nghe kịp chưa? Rồi chưa? Rồi khi mà cứ tự đem cái cảnh nào vô, mình tự nói đó là quả mình tự đón nhận, mình tự muốn đem vô, mình tự muốn đón nhận, mình tự muốn tạo tác hay mình cứ muốn hôn lấy, cái đó mình tự phải tìm lại cái đó. Cái đây thì cái tự đang nhắm mắt mà bắt con tự phải mở mắt lên, tâm tiếp thâu là đã đưa tới tâm thần tấn, mở mắt lên quyết định để lấy và đem vô để mà đưa cho tâm thân tâm động lực đón với cảnh sát đó, thì lúc đó tự thấy là gì, tôi không cưỡng là cái nghiệp của mình được. Cái tự nghe kịp không? Mình không cưỡng được nghiệp, mình đẩy lùa tới mình phải nặng luôn. Cái đó tự thấy là này. Thế thì bao nhiêu lần chúng ta không cưỡng là nghiệp, hay là chúng ta nói là bao nhiêu lần ta cố cho tạo nghiệp mà chúng ta không cưỡng lại dừng lại để tạo. Cái đó là nghiệp trạng hai. Cái tự nghe kịp không? Cái tự không chặn lại được, tôi tự thấy là nghiệp nó đang được đuổi kịp nhanh quá, hay là lúc tôi không nghĩ là lúc tôi đang tạo đó với tốc độ nhanh quá, giờ này nó trổ thành như nó đã được nhận. Cứ tôi quăng một chiếc banh vô trong tường, cứ tôi nhiệt liệu nhẹ quá chiếc banh nó dội là tôi nên xin thế nào không thể làm mạnh được, nhưng mà tôi muốn tôi quăng chiếc banh vô tường thật là mạnh thì chiếc banh nó dội ngược lại với tôi, với tốc độ tôi đang niệm quăng đó nó sẽ đến một cái tương xứng. Vậy thì khi mà tôi đang ngồi thiền mà tôi nghe được âm thanh, cái tôi niệm mà cắt được âm thanh là tôi chặn được nghiệp báo, mà cái nghiệp báo tôi đã tạo ra với cái trạng thái có sự đặc ý mà tôi chuẩn bị được nhận được cắt được thì tôi sẽ chữa được nghiệp được. Còn nếu như tôi ngồi thiền mà tôi nghe một âm thanh mà tôi không chặn được cái âm thanh đó mà âm thanh nó dẫn được vô mà tôi được nghe mà hiểu biết thì tiếp tục âm thanh đó nữa đó, là tôi nói là tôi không chặn được nghiệp báo thì tôi không sửa được nghiệp, thì tôi còn phải tiếp tục thò lại nghiệp nữa. Chúng ta nghe kèm ha. Do đó dưới những góc độ mà chúng ta học đây, chúng ta sẽ thấy nếu mà đó là quả, nó không có nhân, nó quả, nó không có hộp mà vẫn còn chỗ sanh nữa, là quý tử đang tiếp tục tạo ra
chứ không phải chính nó là nó đang làm. Thì tôi nghe kiểu mà tôi thấy là khi mà đăng một cái trái cây mà không có hộp mà có thể giờ còn muốn có ăn trái cây này thì tôi còn nghĩ ra được là gì, chiếc nhánh, chiếc cành để mình tạo ra cây đó để tôi đem về tôi trồng nữa, nhưng mà tôi sẽ khó. Tôi tự nghe kìa mà chính cái đó tôi sẽ thấy rõ ràng là điều mà chúng ta được thấy khi chúng ta học về sinh vật xưa kia, chúng ta học về sinh vật xưa kia, chúng ta nói thế hệ F1 đúng không ạ? Thế bọn F1 và thế hệ F2 đúng không? Khi chúng ta nói thế hệ F1, con thỏ trắng và con thỏ đen, thế hệ F1 nó sẽ ra là gì? Con thỏ thỏ giác trắng và đen, đúng không nè? Có một con thỏ giác trắng và đen đúng không? Còn cái tưởng lại tiếp tục là có con thỏ xám nữa đúng không? Thì thực ra con thỏ xám đúng không nè? Nhưng mà nếu như mà tự sẽ thấy một con thỏ trắng một con thỏ đen kết hợp lại nhau, nó ra là con thỏ này là thỏ giác đen trắng. Nhưng mà tới cái thế hệ thứ hai, có khi nó trở lại là trắng, có khi nó trở lại một đen, và có khi nó không còn giác. Quý tư phải cẩn cẩn thận với cái khi mà ta học sinh vật. Khi chúng ta học sinh vật thế hệ F1 là chúng ta đang trả, và thế hệ F2 là chúng ta gieo tiếp với cái hệ F1 chúng ta đang gạt cái giống mới. Quý tư nghe kể thành. Như vậy thì khi ta nghe mong thành là ta trả, nhưng mà ta thụ lý cái cảnh đó, nhưng ta làm ra là cái cảnh đó thì tôi tự tạo ra một cái F, F2 thì tôi sẽ có một cái thế hệ tiếp tục để tôi có được. Tôi tự nghe kìa mà chúng ta học về sinh vật thì ta hiểu về cái hệ thống sinh vật nó chuyển giống là trong ra cái học giống quả. Thì hôm nay ta học được cái quả ta ngừa nha, thì ta học đón quả thông sợ quả ta ngừa nha. Vậy thì khi những lúc mà trong đời sống hàng ngày và những cái cảnh mà năm cửa giác quan đem vô, chúng ta phải thận trọng nhìn tới gì? Đó là quả chúng ta đang đón nha. Vui và không vui, thích và không thích đều là quả, mà chúng ta còn hãy tiếp tục thủ lý đến cái đó với một cái tâm động lực mà chúng ta không ngừng lại chặn đứng ở trước thì ta ra một cái quả tiếp nữa với cái động lực này đang làm thì cái quả cũ mà chúng ta đã làm tự nhiên chứ. Mình ta nghe kịp à? Rồi từ đó dòng tâm thức nó sanh diệt liên tục, và từ nơi đó nghiệp báo nó trôi chảy liên tục và không gián đoạn, chúng ta thọ lãnh liên tục. Từ đó chúng ta có cái trạng thái gì? Sanh tiếp tử đi, sanh tử sanh tử sanh tử liên tục không gián đoạn. Từ đó chúng ta ngừng lại, ta ngừng lại từ cái sanh thì không có cái trạng thái phải tử. Và những người ta không ngừng lại cái sanh, chúng ta phải có cái tử, nó tiếp liền với nhau với cùng một chất sanh đã gắn liền, và tại nơi đó có cái tử, chúng ta sẽ có cái đó. Do đó hôm nay chúng ta học như vậy đó, được chưa? Rồi chúng ta tìm tới qua những cái tâm thức đó, rồi những yếu tố nào sinh ra nó để chúng ta hiểu thêm. Rồi chúng ta thấy là cái tâm nhận thức chúng ta đã học qua, cái tâm nhận thức đó có bốn nhân sinh ra nó, đúng không ạ? Bốn nhân sinh tâm nhận thức, được chưa? Quý tử sẽ có bốn nhân sinh ra nó. Thứ nhất là phải có thần kinh nhãn là điều tiên quyết, đúng không ạ? Không có thần kinh nhãn quý tử không thấy được, đúng chưa? Và cái thứ hai, cái yếu tố thứ hai là yếu tố phải có cảnh sắc, phải không ạ? Sinh ra nhận thức là phải có cảnh sắc là yếu tố thứ hai. Và cái thứ ba là yếu tố gì? Ánh sáng, là phải có ánh sáng. Cái yếu tố ôm quý tử không thấy được, phải không ạ? Và cái thứ tư là có tác ý muốn nhìn tới, chúng ta phải có tâm nhận thức. Còn cái tôi không có tác ý nhìn tới, tôi không có tác ý tâm nhận thức. Cái tôi nghe kẹp ha, cái tôi ngồi cái bên xe không phải là người lái, phải không nè? Quý tôi là một người hành khách ngồi trên xe chung với người lái xe. Người lái xe luôn luôn họ nhìn tới, họ thấy trước. Người hành khách có khi thấy, có khi thấy sao? Cái tôi nghe kẹp, người hành khách, người lái xe nói hành trước của con Na bị đụng xe chết. Thì quý tôi nó đâu? Quý tôi bắt đầu tác ý nhìn tới nó. Còn quý tôi nói ừ thế nó không nhìn. Chúng tôi quay một cửa khác, xe chạy qua, không thấy con này nào chứ. Chúng tôi nghe kèm không? Chúng ta thấy. Phải không nào? Cái người tên báo cho người tôi thấy. Và người tôi thấy như vậy, tôi bắt đầu còn đau nữa. Chúng tôi bắt đầu muốn đưa mắt nhìn thấy con này đang chết. Thì lúc bấy giờ, người tôi nói chứ, tội nghiệp nó quá. Thì tôi đang tạo cái nghiệp tiếp.
chỉ cần nói câu đó thôi là quý tử tạo ra nghiệp tiếp. Còn quý tử thấy thì thấy là quý tử cắt đứt cái quả quý tử đang nhận. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp ha. Rồi quý tử nói chứ thờ hướng quốc báo cho nó nên tạo ra nghiệp tiếp hả? Thờ hướng quốc cho nó trong tư tưởng tạo nghiệp tiếp. Còn quý tử nói thấy như thấy thì cắt đứt được đó. Quý tử nghe kịp ha. Do đó có một lần sư có đi với một nhóm Phật tử còn ở bên Việt Nam. Thì lúc đó cái nơi đó nó có bán một con trăng bự, nó nằm ở trong cái chuồng lồng thả tại đó. Quý Phật tử sư thấy lại xuống một cái nhìn xung quanh cái bối cảnh đó, chỗ đậu xe xong cái cảnh sư đằng kia có con chỗ nó ta đang bán con trăng, nó đừng có tới, sư nói đừng có tới. Nhưng mà số Phật tử họ chẳng dẫn đi, không có nghe là sư nói, họ dẫn đi, họ chẳng có tới. Họ xong rồi trở lại họ nói sư con trăng nó ghê lắm, sư nó bự lắm, nó mập lắm và nó màu xanh màu đèn màu đỏ vậy này. Sư nói á, nãy sư nói để đừng tới, khi mà quý tử tới đó mà quý tử không thả nó ra được, mà quý tử nhìn thấy nó vậy đó, cảnh đó đang được giam cầm đó mà quý tử không thả được, quý tử đang tạo ra một cái nghiệp cộng nghiệp với người ta đang giam cầm, quý tử không cứu nó được thì cũng như là mình không thấy được một phần rồi. Còn quý tử tới mà tôi phải cứu nó được thì tự mình tới, tôi phải bỏ tiền ra thả nó ra mua nó ra, mà quý tử thả nó ra nó cũng không hẳn là nó ra nó được. Cái đó cái hoàn cảnh của tưởng đừng gọi là tiếng thói lưỡng nan giữa cái có cảnh đó, thì đừng nên tới. Cái từ đây không nè, cái đó cái một tử luôn luôn là như vậy đó. Và lúc đó cái tử đang tạo ra một cái cảnh nghiệp tới tới, nhưng mà không thể nào hạt hơn. Là vì sao? Cái lực duyên nó đẩy tới như vậy. Đó là phổ thông nhân nó đẩy cái số Phật tử tới với cái chùa mình nhìn thấy cảnh đó nữa. Rồi cái tiếp nữa là lúc đó trí thượng nhân, trí cái nghiệp bất thiện nó lôi kéo để nhìn thấy sự giam cầm tù tội mà trong chùa lòng của nó đang có nữa, trí thượng nhân dẫn chúng ta đi tới đó nữa. Còn lại tiếp tục đó nữa, lại lúc đó là một cái nhân kết hợp cho đó tham sân si nhìn cho đó mà đau khổ buồn vui chỗ đó nữa, nó tự luôn luôn nữa. Còn hơn cái tự nhìn thấy thu hút các căn lại, cái tự nghe kiểu mà thu hút các căn lại, cái tự là giảm bớt cái nghiệp và không tạo ra cái nghiệp, và cũng được cắt bớt cái nghiệp cũ, chúng ta không tạo được nghiệp mới, chúng ta chỉ nón nhận một cái quả mà chúng ta cho nó vào cách nhẹ nhàng. Cái tự không thấy, cái tự không qua cái cả cái quả tâm nhận thức, cái tự phải nghe, cái tự đang trả cái tâm nhận thức mà thôi, cái tự nghe kịp không? Nếu đó nghe hai cái trường hợp, nếu quý tử còn làm tiếp tục vừa nghe vừa thấy thì tự có tâm nhận thức vừa tâm nhận thức, cái quả này sẽ bàn này. Mà trong chắc chắn quý tử nhìn thấy cảnh xúc động thì có là, mà khi mà xúc động thì chẳng thấy mất tội nguyện là tâm sanh thọ lắm cái cảnh nhận thức thực sắc đó không để ý, cứ tự cảnh thật. Do đó những lúc đó với cái người tu là Đức Phật ngài cho chúng ta thấy ta có thành kinh nhãn mà ta đang có cảnh sát dẫn sát, ba cái này là yếu tố sắp sửa hình thành ra, nhưng trong đó có một cái tác ý của mình nó mới ra được cái cảnh. Cái cảnh nếu không có tác ý, cảnh là cảnh, ta là ta, ta với cảnh không là một, nhưng mà ta có tác ý, cảnh với ta thành ra là một và ta biết cảnh, và cảnh đang tạo ta một cái quả hay là ta đang tạo một cái nhân. Chúng ta nghe kìa, phải không? Được chưa? Rồi chúng ta qua nhị thức. Rồi qua nhị thức thì qua cái nhị thức cũng như vậy, nó có bốn nhân. Thứ nhất là gì? Là thần kinh nhĩ. Thế nha, TKN là thần kinh nhĩ. Chúng ta hỏi là cái này là cái gì nha? Thần kinh nhĩ TKM, chúc xin hỏi sơ sơ cái này là gì nha, được chưa? Rồi cái là cảm thân đúng không, nhà gì là phải có hư không, phải có khoảng trống, nếu không có khoảng trống âm thanh không vô được một tay của ta. Cái tự thấy không nè, giờ cái tự thấy cái chỗ hư không này là cái chỗ trống, âm thanh không là khoảng trống, giờ cái tự lấy hai cái bông gòn, cái tự bịch cái lỗ kính lỗ tai rồi tự quý tử vô được thanh không, là bịch hư không. Do đó lỗ tai mà mình được nghe âm thanh là tại lỗ tai mình trống,
nó mới bỏ vô, mà nó đầy rồi không có vô được. Được chưa? Đang đi. Rồi chưa? Vậy thì ở đây quý tử thấy âm thanh mà quý tử còn nghe được là tại vì quý tử đang đổi âm thanh. Lỗ tai quý tử đang bị trống, chưa có đầy. Nhét vô mà nó đầy mất nha. Đối pháp hay đối thân? Cái đối pháp, người ta đang nói gì thôi mà đối pháp, đối thân. Mình nói đối thân cũng nhét thân vô chứ. Tôi nghe kìa không? Khi nào lỗ tai cứ tự đầy thì không nhét cho được nữa. Cùng mà đặt vào nó nhét cho được, cùng mà ổng nó nhét gì tiếp. Vậy thì cứ còn nghe nhiều âm thanh là lỗ tai cứ còn nhiều trung tâm. Khi mà tôi không có nghe âm thanh nữa, lỗ tai cứ tự đầy đáp. Như đó tôi sẽ nghe thấy không? Là khi là người ta không có nghe nên cái lỗ tai tôi đầy rồi, không được nhét nữa. Đi chỗ khác hả? Đi chỗ khác trong nào trong mình nhét tiếp hả? Quý tử thấy không nè? Rõ ràng lắm, Đức Phật mình thấy. Đức Phật thấy đây, hư không là một nhân sinh ra tâm nhị thức, đó được âm thanh. Quý tử mà không có hư không á, quý tử không có đón nhận âm thanh. Quý tử nghe kìa ha, rồi chưa? Rồi hiểu ha? Rồi chưa? Ha? Như vậy thì... Nếu chỉ người khác ra theo, cái đó cái chặt rồi. Mình không nghe ha. Thầy nó đầy rồi. Cần chưa? Rồi tâm tỷ, tỷ thức. Đúng không? Tỷ thức. Thì chúng ta có gì? Thần kinh tỷ. Đúng chưa? Cảnh, gì? Cảnh khí, cảnh hơi. Đúng nha. Rồi gì? Gió, gió đưa tới, gió đưa, thứ tư, bạc y, phải có gió đưa, nó lòm vô cái lỗ mũi của tử, nó to vô trong lỗ bên trong của tử đó, của tử, hết giờ mới thấy được cái mùi hơi đó, còn cái tử dưới gió, trên gió, hai cái đó nó khác nhau nữa, phải không nào? Cái người mà dưới gió là đụng hết tất cả các mùi hơn xuống. Người mà trên gió không bao giờ có tạc lên được. Tôi hiểu không? Nhà đâu tự muốn trên gió hay dưới gió? Người tự muốn trên gió hay muốn dưới gió? Gió đâu mà được. Gió thuận, gió luôn xuôi theo chiều. Trong cái định chiều gió, chỉ có gió của bậc giới tức, gió nó bay ngược chiều gió mà thôi. Cứ thôi nó mang được chiều gió rồi. Rồi bây giờ sẽ hỏi cho lại nè, quý tử muốn thuận chiều gió, ở trên trên gió hay là dưới gió? Và cái nhìn tay cho nó nói gì đó, giờ muốn trên gió hay dưới gió? Trên gió. Không muốn gì hết à? Thì ông ta ta thấy hiểu không nè, thấy chưa? Cho nên khi ta hỏi chứ, giờ muốn trên gió hay dưới gió? Khi mà quý tử nói dưới gió hay trên gió, quý tử lại còn cả tá. Dạ ấy, còn nếu đó tôi không muốn vậy đó, cắt, thì lúc đó không có, thắc ý, thì không thâu, cái mùi, mùi hơi nó vô, rồi chưa, rồi ha, rồi, rồi tới cái tâm nữa là gì, tâm thiệt, thiệt thức, tâm thiệt thức là đón lấy cánh vị, đúng không, thì ở đây, thiệt thức quý tử sẽ thấy, cái thiệt thức đó là như thế nào, thì thiệt thức thì nó có thần kinh, thành kinh thiệt, nên là thành kinh thiệt, đúng không? Rồi thứ hai là có cảnh, cảnh vị. Thứ ba, nước, tương ra. Nước tương ra, đừng nói là nước tương nha. Thì gọi sư giảng ấy chứ, chùa ở Việt Nam, trung tâm Phật giáo, bên Texas thì có nước tương ra. Đang cái này nói cho nước tương cho sư. Lại là vì không có là ở đây nói. À, nước này tương ra là nước gì? Nước miếng á. Dạ. Để nghe kịp không? À, nước tương ra. Rồi chưa? Rồi, tức là gì ta? Là ý, mình bắt vô. Đấy chưa?
Rồi, thần thức. Thần thức thì quý vị có gì? Thần kinh thần, đúng không? Thần cảnh, cảnh xúc. Rồi gì? Cái là gì? Cương, cương kiện. Là sự cứng rắn. Nó có gì nó cứng rắn là quý vị mới đón nhận được cái cảnh xúc đó. Cương kiện, cứng rắn. Thứ tư, đạt đi. Quý vị sẽ thấy khi mà nếu mà nó mềm, quý vị không thấy được cảnh xúc. Như bông gòn không có cảm thấy cảnh đèn xúc. Quý vị nghe kẹp không? Nhưng mà búa với đe thì có cảnh xúc. Quý vị nghe kẹp ha. Do đó cái tính cương kiện hay là cứng rắn này là một nhân hay một yếu tố làm cho tâm thân thức sinh khởi biến đến cảnh xúc. Quý vị nghe kẹp chưa? Do đó khi quý vị gặp cái gì nó mềm, quý vị không có một cảm xúc được. Nhưng nè, quý vị đi ngang qua một lớp bông gòn mà rất là mỏng, là rất trên nền vàng, quý vị đạp lên quý vị không có một cảm xúc. Nhưng mà quý vị đi ngang qua với một cái đinh hay là một sỏi bé nhỏ để đụng vô chân quý vị sẽ có cái cảm xúc liền. Cái đó là cứng rắn hay là cương kiện làm cho quý vị có cái cảm xúc và tâm linh thức tự biết được. Quý vị nghe kèm ha. Cái đó đây là những yếu tố hình thành ra những cái tâm ngũ quan hay là ngũ môn. Vậy thì khi người ta ngồi thiền, ta nhìn trở lại, những cái này đều là cho cấp độ là gì? Tác ý ta muốn có, và ta muốn có thì có. Quý vị nghe kẹt không? Còn khi người ta không có, tác ý muốn có, và quý vị sẽ không có thì không có. Quý vị không có tác ý, không có đem vô được. Quý vị nghe kẹt không? Vậy thì những cái cảnh nó đến với tâm thức của ta, một là nghiệp quả chỗ sanh, hai là tác ý người ta muốn tạo ra nghiệp, nó có sanh ra. Thứ ba là duyên nó đưa tới, yếu tố hình thành, ta có ba yếu tố. Tôi từng nghe kịp ha. Như vậy thì khi chúng ta muốn nói tới ngũ thức, đúng không? Chúng ta nói tới ngũ thức là năm cái tâm thức này: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Ta gọi là ngũ thức không nè. Chứ mày ngủ xong thức dậy nha. Nó hồi nó lộn nữa đây. Tức là năm thức chứ không phải là ngũ thức nha. Nghe cái gì học cái môn thì mà vừa môn ngũ thức nó là à. Nó nghe kẹp ha. Thấy chưa? Năm cái tâm thức này mà nó đến với cái Phật tử là cái tử sẽ thấy: một là nghiệp quả nó đã đến, đúng không ạ? Một là nghiệp quả nó đã đến. Hai là duyên đưa đến. Duyên đưa đến. Đó là nghiệp nhân muốn tạo, là ba yếu tố đó làm cho tôi phải có mặt trở lại liền. Còn nếu như mà tôi không có ba cái tố đó, một trong ba cái đó rồi tôi không có, tái tạo lại, cắt bỏ rồi. Tôi nghe kịp chứ rồi, tôi nghe kịp ha. Thế thì khi mà tự có cái tâm nhận thức là chắc chắn có thể có cảnh sát và cái tác ý của tôi muốn nhận nó là hiệu quả. Và khi mà quý tử có cái nghiệp quả này đó, là hai nữa là cái duyên nó đưa đến. Chẳng hạn quý tử không muốn nhìn mà có người kêu quý tử nhìn, hay là một yếu tố nào là cũng thúc đẩy quý tử mới nhìn, đó là cái duyên. Thứ ba nữa, chính bản thân quý tử muốn tạo ra cái nghiệp này lại đón nhận cái cảnh cảnh này nữa, nghiệp nhân. Quý tử nghe kịp ha. Như vậy thì ba yếu tố đó quý tử thấy cái nào là chính yếu và cái nào quý tử thấy là nặng nề và cái nào quý tử đáng lo sợ. Sao xin nghe. Tức là thấy vô cắt liền ha. Lâm hay mà. Nói cái gì cũng cắt bỏ hết à. Cắt bỏ hết à. Thấy cảnh sát cắt. Thấy cảnh thật cắt. Thấy cần thiết cá, thấy cần bị tập cá, thấy cần thuốc cá, thấy cần cá mình luôn. Tại vì không có gì để mà lửa hết, cắt hết rồi. Quý tử thấy không nè, quý tử thấy cái lớp này nhất rồi. Đúng không? Tôi chưa thấy cái lớp nào bằng lớp này. Cái gì mà được tu tập mà nó xuyên suốt mà đạo quả nhanh là chỉ lớp này có không? Chứ đâu có lớp nào bằng đó đâu. Nó tức là đạo quả liền, hỗn nhập cắt hết. Giờ cắt nghiệp nhân rồi đó. Nha. Quý tử nói lại nha. Ba cái này quý tử xí cái nào là đáng lo,
cái này là đáng không lo quá. Thôi vậy chưa, hổ ra rồi thấy không? Thánh không, ở đây còn là thánh nằm, còn là anh chị không? Lo lo kinh doanh. Sợ sợ của anh. Rồi, bây giờ ba cái này cũng tự thấy thế nào, cũng tự lo. Nó đớn rồi. Duyên nó có ảo ra rồi. Còn cái nhân này mình hình ra là thành thành nó nữa. Thì ba cái này cũng tự sợ cái nào. Thật sợ cũng sợ hết rồi. Nãy kia cô này bốn mà này là ba ba lấy hết luôn. Bốn cái nhân thì cũng sợ, mà ba cái này cũng lo. Thì thôi nhất rồi. Nhưng mà thấy ba cái này có sợ cái nào? Nghiệp nhân. À, nghiệp nhân. Nghiệp nhân. Tôi nói đúng không? Thì sư trình bày của tôi nghe. Tôi nói cái này cho sư biết, sư mát lên thôi à. Cái nào? Nghiệp nhân phải không? Nghiệp nhân rồi. Hả, cái này không có lo ha. Không cần lo, như đứa đó đi mà cầm. Còn nghiệp quả không sợ phải không? Có sợ. Nghiệp cũng sợ luôn. Đưa đến đó nằm trong nhà. Đưa đến trong dây. Nghiệp đưa đến rồi, không trong dây chịu rồi. Nghe không? Mấy tự nó nghe hay không à nha. Chịu cái này nó hay hết nè. Sư thì sư không làm được. Đó, giờ sư trả lời của tôi nghe. Ba cái này mà sư người ta hỏi sư á. Ba cái này sư nói sư làm được, sư chỉ lo giữ cái tâm thôi à. Chứ không có lo ba cái này. Mà chưa? Không thể nghe kịp không? Dạ, sư chỉ lo giữ cái tâm thôi. Cái nghiệp quả tới, mình giữ cái tâm. Không đừng lo nghiệp quả. Mình coi cái tâm mình có không? Không có. Rồi cái duyên nó đến đấy, đừng nghĩ tới duyên. Tâm mình liên hệ tới, mình nghĩ tới duyên nào đưa đến tôi. Khi mà mũi tên cắm vô dây, ai bắn tôi vậy? Bắn từ hướng nào? Vô quan trái gì mà bắn tôi? Và quan trái đó có phút nào không biết đập được đâu, mình nói ra tôi đập ra đập đó. Rồi á, là người đó bắn là người nam hay người nữ? Nó ta đó xỉu luôn chết rồi. Tính ngày cái đó, đừng nghĩ cái đó, cái duyên nào vậy ta đó. Rồi cái nghiệp nhân nó muốn tạo ra là cũng không có, mình không có. Cái này coi như là xong rồi. Đời này nó là dù mình có, giờ biết rồi, không cần tạo nữa. Còn cái gì nó tới khác liền, tâm mình biết, mình nhìn thấy cái tâm. Chứ đừng có nghĩ nữa, thì mình có nữa. Do đó bây giờ mình nói, vì dù mình giờ tạo, giờ có mà biết mà không sợ rồi. Giờ sợ là không muốn tạo nữa. Vì im hết rồi. Đừng nói tôi sợ nghiệp quả, nó dẫn tới. Đừng nói tôi sợ duyên đưa đến, nó cũng đưa. Đừng nói là nghiệp nhân muốn tạo, nó cũng muốn hình thành. Giữ cái tâm. Cứ tự nhớ ha, ai nói gì cứ tự ba cái này, cứ tự sợ cái nào, cứ tự trả lời theo cái đó, cứ tự mất hết đầu đó hết á. Cứ tự nó giữ cái tâm là thôi. Ai hỏi cái gì cứ tự cũng nói không, tôi giữ cái tâm thôi nha. Tôi không có lo cái nghiệp quả, tôi không có lo nghiệp nhân, và tôi không màng cái duyên nó đưa đâu, như thế nào cả. Tôi do giữ cái tâm của tôi thôi. Cái đó cứ tự sẽ ra khỏi ba cái khổ này. Còn những người vô dân phàm phu, những người vô dân phàm phu, người không có ý thức, lúc nào họ cũng sợ hết á. Tại vì sao? Họ không giữ được cái tâm họ, đừng có vàng làm trường kiên cố. Do đó họ dễ bị lung lại trước những cái phong cảnh này tới cho họ mà thôi. Thì nghe kịp không? Với những người mà giữ được cái tâm thì họ không bị ảnh hưởng cái này, và họ không nói sợ và không sợ. Còn với những người mà không còn giữ được cái tâm thì cái nào họ cũng phải sợ, và cái nào cũng họ đáng lo hết đó. Và chính họ là người đang tạo ra hết tất cả chứ không phải không. Cái tên nghe kìm ha. Những người họ nói, những người đã có. Và những người họ không có nói là không có. Vậy đó mình phải coi là cái tâm của mình. Khi người ta hỏi cái này, bạn có sợ không? Tôi coi cái tâm của bạn. Và cái điều này bạn có nghĩ tới không? Tôi coi cái tâm của bạn. Cái này nó có hình ảnh cái người của tôi không? Để tôi coi cái tâm tự đạt, tôi trả lời. Nghiệp chưa? Thì khi sao tôi hỏi của tôi trả lời sao? Không, chứ tôi đâu có trả lời. Phải muốn ăn.
con ở ngu, chứ tôi còn có để coi cái tâm là sẽ còn biết là cái duyên chỗ này chưa có, cho nên mình gọi ngu à. Đấy. Xong mấy ông tử sẽ trả lời. Cô nói sắp sẽ trả lời, để coi cái tâm sẽ trả lời nữa. Mới là cái kẻ tóc. Thì ra còn học cái đó, còn cái tâm biết mà tự trả lời ra là cái đó có cái tâm. Còn có cái tâm sư đó, có cái gài, con gài. Giờ nói tự phải cản mà. Khi nào là sư nói mà tự phải để à. Thì cái này có làm không? Sao hỏi không trả lời? Nói đi cho biết con ý của con tử là gì? Thôi sao làm được vậy? Là con cái tâm này khổ bại sao được? Nếu mà tính cái kẹp không? Còn có thể trả lời cái là không có nói. Nghe chưa? Mà chưa? Hiểu không? Nhưng mà tự sợ gì quả không? Thì con trả lời. Mấy tử có lo nhiều em đưa đến không? Ủa sao em mua chứ? Ủa để coi tao đến đâu vậy? Thế sao không nghe nhiều đưa đến? Tao có lo không? Rồi, mấy tử thấy cái nghiệp nhân muốn tạo của mình kinh khiếp không? Nó thúc đẩy hồi hộp đó. Nó thúc đẩy liên tục à. Mình kiềm chế được cái tâm mình nó chạy liền. Mấy tử thấy cái nghiệp nhân muốn tạo thì sợ không? Thấy không? Do đó, cái đó là cái trạng thái, cái tâm của mình đó. Dễ lắm, mà cái đó là cái pháp hành đó. Cái đó là cái pháp hành, chứ không cần xa. Với tôi ngồi đó, với tôi nhìn thấy, nó cảnh nó đến, nó thúc đẩy, nó lôi cuốn, nó lôi, nó cám dỗ hay gì đó. Còn cái tâm, thì mới tưởng xảy ra để có pháp hành, mới tưởng kiếm đắc từ nơi đó. Còn không mới tưởng là bị, thì lôi cuốn ra. Thì mình tỉnh mắt cái gì? Mắt cái tâm cho phải bị cảnh lo của mình. Thì tỉnh nghe kẹp không? Mình điểm mắt cái tâm cho phải bị cảnh lo của mình. Thì tỉnh nghe kẹp ha. Thì tỉnh sẽ nói là khi tỉnh đi ra đường, vì cái hoa, mà quý tỉnh ra đường thì tỉnh còn mưa ướt người mình thì tỉnh. Thì tỉnh sẽ không nói được cái đó. Vì một cái hoa, không có tỉnh phải ra khỏi nhà, mà nước để mình nhìn cái hoa hay là muốn hái cái hoa mà lúc trời đang mưa, quý tỉnh nói ra gì cái hoa mà ướt người người mình á. Thì cái đó mình không nói được. Cái tên nghe kiểu ha. Không ra và không bị ướt mưa. Thì không có bị ảnh hưởng đến tình trạng thái, bị chi, chi phổi, vậy mà cái cảnh nó à, như vậy đó. Chứ những người mà tu á, là những chỗ đó nó khác với người không tu. Cái người mà có pháp hành nó khác hơn cái chỗ người có pháp học thì không có pháp hành. Cái tên nghe kiểu không. Những người họ có kiến thức đó, họ trả lời mau lẹ. Mà họ không có hành. Do đó đó họ không có đánh tờ, không thành nhắc, họ chuẩn bị chú đáo trước khi mà họ hành động. Cái đó không có bất hành. Cho nên tự thấy họ lên họ nói liền, đến họ nói liền. Lúc đó là những cái trạng thái đó, họ không có phát hành của cái tâm họ đã có. Họ chỉ theo cái kiến thức họ có, họ trả lời cách máy móc với cái tâm thức họ đang chạy. Theo cảnh cho không giữ được cái chính mình. Thế tự bài cảnh, cái này. Cái pháp là như vậy đó. Pháp nó đứng ở giữa hai. Mình thấy được cái người có học, cái người có cái hành. Cái người có học là cái điều đó là vi diệu tốt rồi, nhưng xấu hơn nữa là người cả hành phải tận dụng và cứng tính đặt trên cái thành nghiệm để tình chứng của họ, chúng ta mới có được kết quả hơn. Do đó trước cái hoàn cảnh đó, nhìn trở lại các cảnh là như vậy, đằng sau cái đó vẫn là cái tác ý của chính mình đã tạo ra, và mình không nói được những cái do bởi ai tác nhân làm cả. Chúng ta không đổ thừa cái nghiệp quả do ai tạo, nó đổ thừa như nó đủ để nó đưa người ta cho có. Thì chúng ta nói là cái tâm muốn tạo ra bởi một công nhân, chính con người mình không muốn có được nữa. Nhìn trở lại mỗi cái tâm thức đó thì có cái tác ý, đằng sau đó hình thành ra con người chúng mình tại nơi đó. Chứ thật ra ở đây không có cái gì tồn tại trong này. Tôi nghe kịp mà, thành kinh nhà không phải là một người Phật tử, nó chỉ là một cái gì, nó chỉ là một cái trạng thái của một cái tâm thức mà chúng ta biết được với nương tựa đó. Nhưng mà thì khi ta nói tới thần kinh nhãn, nó là cái gì trong đó? Thì hồi nãy chúng ta học bốn nguyên nhân, nó là cái gì trong đó?
Tịch bốn là nhân thì chúng ta đang học. Thứ nhất là nhân nhân. Rồi thứ hai đó là gì? Không, phổ thông nhân. Nhân thứ hai là không, là trí thượng nhân. Nhân duyên, cái tự nhiên kiện. Do đó đó, khi mà chúng ta nói cái thần kinh nhạc, nó chỉ là một nhân duyên của tứ đại tạo ra sắc quẩn này. Cái tự nhiên kiện ha. Và thì khi mà nói là cảnh sát, nó cũng là như vậy. Nó cũng là một cái nhân duyên nó tạo ra cho có. Nhưng mà ánh sáng này cũng là một cái nhân duyên tạo ra nó có. Nhưng tác ý này chỉ là một khổ thân nhân đã tạo ra cái này. Khổ thân nhân đã tạo ra cái này. Cái này nó là nhân duyên. Cái này là nhân duyên. Cái này là nhân duyên. Nhưng mà chính đây là khổ thân nhân đã tạo ra cái này. Thì vô mình từ có cái tâm nhận thức phát biệt cảnh sát này chạy theo đó, đó chỉ là một cảnh quả mà chúng ta phải có trong nhà của quá khứ. Đã có quá khứ là tạo ra rồi, mà bây giờ cũng lại tạo ra nữa thì thật ra là phổ thông nhân là tử như vậy rồi. Các bạn nghe kịp không? Mà phổ thông nhân là tạo ra cái tử như vậy đó thì chắc chắn thì sẽ có trí thượng nhân. Mà trí thượng nhân đó thì sẽ đón nhận được gì? Nó là nghiệp quả hay là nghiệp nhãn mà duyên đã đưa đến bởi gọi là nhân, nhân duyên. Được chưa? Đang nghĩ tại đây. Dạ, kính sư, như một cái ví dụ là người ta gọi tới, điện thoại tới mà muốn kể mình một cái chuyện gì đó, mình biết nó là thị phi, mình không có muốn nghe thì chặn đứt họ, mình không, mình nói là tôi không muốn nghe, mình chặn đứt đó. Thì cái hành động đó đó, nó vô trong cái sự và của cái nghĩ ạ. Nhưng là mình quyết định là mình không phải chấm dứt cái gì, không có tạo nghiệp ở trong đó. Dạ, những cái đó là trong cái trường hợp đó là mình con biết cái mình phải tác ý như vậy là đúng, nhưng mà đôi khi bên kia đó họ nói mình là không có, không phải là không có được sự hay là gì đó. Dạ, thì mình vẫn phải giữ cái nhất quán của mình về cái thái độ của mình ạ. Dạ. Thầy sư nói mấy cô nghe, mấy cô thể nghe này, thế này ha, mình phải đi theo từng cái lộ trình tâm mới ra được. Chứ nói là vậy là khó nói lắm, đẹp chưa? Rồi, một cái tâm thị phi, đó một câu chuyện thị phi, nó đến với tử, nó, mình giải thích đó là một thân, đúng không nè? Thì khi mà thính đó, nó qua cái tâm nhị thức, rồi cái tâm nhị thức đó, nó hình thành ra tiếp thu thẩm tán đón định ra ra tâm tổng lực của cái thị phi này. Vậy thì khi mà cái tử nghe, cái tử không muốn đưa tới tâm tổng lực thì cái tử nghe thân này ra mình được cắt lên và trong đó và ngay tại đó đó nó lại ra cái chuyện là gì, là bất lịch sự. Nó ra cái đó bất lịch sự, một sự chỉ trích nữa mà cái tử sẽ được nghe, nên trở thành là một sự chỉ trích, thì nó lại là một cái nữa là gì, nhị thức nữa. Ý thức nữa và cái tưởng là tiếp tục ra một cái tâm tận thầu thẩm tác đón định và một cái động lực nữa, phải chưa? Cái như vậy đó, vừa chỉ trích vừa thị phi, cái tưởng làm hai dòng tâm thức tại nơi đây cái tưởng đang tạo ra, còn cái đây là cái cử đã đón và cái quả. Như vậy thì ở đây quả chấm dứt hay là động lực tạo tiếp là do đó. Tại sao mình gọi là tiếp tục được nghe là một cái bất lịch sử nữa? Một cái vị thi, một cái thị phi đã đủ để cho ta cắt đứt với cái tâm nhị thức đó cái cảnh thân rồi. Nhưng mà chúng ta lại tiếp tục cho một cái bất lịch sử nữa. Và bất lịch sử nó kia vô lễ nữa. Còn tiếp tục nó tiếp tục ra nữa. Hoàn cãi nữa. Thì tôi sẽ tiếp tục ra nữa sao? Thì cảnh lo ta đi. Hay là ta dừng lại chứ cảnh. Nên tự nghe kêu không? Một cái đầu hay là tiếp tục ra cái cột chuỗi dài của một dòng tâm thức mà họ đang tạo ra cho ta, một chuỗi dài của nghiệp báo mà chúng ta đang trồng chất cái đó nhiều quá nhiều nha. Tự nghe kêu ha? Dạ xin nghe. Dạ. Dạ. Không, ta nên tiếp tục đó. Dạ cũng vậy đó.
Dạ, giữ tâm này đi. Niệm mà nghe nè, nghe nè, đau à, đau à, tê à, tê à, còn trở lại. Còn cái niệm báo kêu nọ được, bỏ qua nghi. Còn không nữa là mạnh linh, thì bị cây 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 hết. Chứ mình không có tìm sâu vô cái nó lý do gì cả, mình vẫn đang tạo tâm thức này. Thế tên nghe kẹt phải không? Rồi chưa, ta đi vào trong, bây giờ tiêu đi. Một ngày, cái gì có giờ một, mình bỏ qua cũ lắm. Con không biết là mình có nên cắt đứt cái một cứ nghe hoài thì con phải làm sao? Khi mà cái phật tử nó có hai cái trường hợp như thế này, là một á là cái thường quen, hai là cái đột xuất mới đến. Có hai cái trường hợp đó thì nó có hai trường hợp một cái hành giả thì có những cái nào. Thế nhưng mà mình nói là cái thường quen á thì tạo sự cái dính mắt. Còn cái đối với cái trạng thái mà nó đột xuất đến với mình á, nó làm cho mình cái trạng thái bắt đầu thì là bình thường nó chẳng đến lại
Nhưng mà trong hai cái đó mà khi chúng ta đã biết đó, thường quen nó tạo cho mình mất mà đến bất ngờ để làm cho mình bất cầu nguyện là tham hay là sân á, thì mình phải biết hết á, thì lúc đó mình không còn ngồi đó là cái si của mình nữa, mình đã biết thôi, thì nó không còn là cái trạng thái phóng dật. Cái trạng thái phóng dật á là khi mà biểu tử đang ngồi nghe thường quen cái tâm của mình bị quen rồi, thì mình bị cái tâm đó mình lo vô trong cái lúc nó nghe rồi mình đặt phóng dật, cái là tâm phóng dật. Và cái khi mà cái trạng thái nó đến bất ngờ đột xuất làm cho mình giật mình bắt đầu bị, cũng là cái tâm sân phải không nào, nhưng mà cái trước đó là bị phóng dật, cũng là tâm si phóng dật. Mà hai cái đó mình biết hết rồi đó thì không thể nào có xảy ra được hết á. Ví dụ như mình biết đi con đường này mà có tên ăn trộm thì mình biết như vậy á, mình đã thấy phòng hộ, phòng thủ hay là cảnh giác, mình biết thì mình không có cái sợ cái gì đi, mà có khi mình có gặp nó, có khi không gặp nó, mình chỉ biết là có thường nó ở đây, sau khi nó có cái gì không. Vậy thì cũng như vậy đó, trước cái tình cảnh đó đó thì sư thương chứng với Phật tử nghe, một cái thường quen hay là cái đột xuất, hai cái tâm niệm đi ra đó, mình coi như là không có ý, không có chi phóng. Dế nó kêu, dè nó kêu, hay con chó nó sủa, hay con chim nó hót, tất cả đều gì là bất ngờ hay là thường quen. Mình cũng coi những cái gì nó có, mà biết tâm nhận thức, tâm nhị thức, tâm tỉ thức, tâm thị thức, tâm tinh thức, đó là tâm quả, thì đó. Có một vị tu sĩ vô trong rừng bị thiên thủy nó phá ra ngoài biển khơi, bị con chim đi, bị con cá nó dãy đuôi đục nồng, ông ta sinh bằng trái miệng kiếp nào sanh lên vô rừng ăn hết chim chóc khỉ, xuống dưới biển ăn hết cá nguồn cá, để gì ông ta trở thành một con một súc sanh. Mà lúc đó ông đang tu tâm bằng trái tâm sanh trở lên, ông nguyện như vậy đó, ông ta tục trở lại là trùng hợp. Mình cũng có cái đó, bây giờ mình có nghe đó thì mình biết đó, đó là cái tâm gì thích, quả mà mình không thích á là quả bất thiện, mình biết cách đó rồi, tôi không tạo nữa, không tạo nữa. Còn nếu mà mình không chịu đó thì mình sẽ tạo ra nữa đó, lúc đó đó nghiệp quả đã có, duyên đưa đến, nghiệp nhân mình tạo ra, mà tại đó mình khoan cách bỏ thích. Bà điều nãy sư nói đó, cho nên giờ mình bỏ đi đâu cũng như vậy đó. Hồi xưa Đức Phật ngài bị cái cảnh đó thì anh đà tỉnh này đi qua chỗ khác, qua làng khác, qua tỉnh khác, ngài nói đi đâu khi mà đến vậy nó dẫn đến thôi, người ta trả luôn là hết. Nên Đức Phật ở lại như thất tượng voi, như sa như tình như đàn, cũng như vậy Như Lai khấn lấy những lần những lần lưỡi bói những người không có giới hạn chế đích. Thì bây giờ ngài cũng phải ở lại đó, và cứ ngài cũng nghe những lời chỉ trích thị phi và chữ mắng đó, ngài trả dành cho nó hết. Còn giờ nếu mình đi đó, đi đâu ngài cũng nói anh là đi đâu, đi hết làng, hết thành, hết phố, cũng không đi đâu hết ở đó. Và đó đó, nhưng mà nếu mà cái nghiệp của mình đó, mình đã có cái tâm nhận thức này đó, mình ra mình nghe dê, mình nghe dê, thì mình bỏ đi qua thành phố khác, mình nghe chim, khỉ hay là chó, mèo nó hét nó sủa cũng vẫn thế à, chưa hết nó vẫn còn à, và nó cảnh khác thôi, chứ còn thật ra nó chưa hết cái tầm nhận thức, tầm nhận thức vẫn còn nghe à, chứ mình cứ trả hết à, phải chưa, và cứ vẫn mình tại chỗ đó đó. Với cái tù của Đức Phật thì dạy hay cái thiền Vipassana mà chúng ta tìm thấy đó là cái cách tạo nghiệp, cách tạo nghiệp chứ không phải là người nhân cả quả tổ sanh, cách tạo nghiệp, cách tạo nghiệp. Còn cái quả nó đến thì mình phải biết mà, mình không có tạo nghiệp nữa, cái đó là Vipassana. Còn cái quả nó đến thì mình trả, và nó khi nó đến không đến không sao. Còn mình đây mình nếu nó tính á, mình tạo thêm nghiệp, tạo thêm nghiệp, tất nhiên kìa không? Thưa sư, dạ. Thì thật ra con không có sân hay là gì, dạ. Nhiều lúc đầu thì khó chịu, không có thì lúc đầu con thấy nó interesting, là nó rất là hay quá rồi, bởi vì một con dế xong một tay hai con dế, con để ý thay hai ba con dế, rồi mình không thấy lúc hồi nó kéo một đàn đó luôn
Thật sự là mình nghe là mình thấy nó xanh gì thì sao, nó thấy nó cũng chẳng là xanh không yeah, gì thì yeah. Và... xin nghe. Đó thì tùy trường hợp đó là mình thấy nó biết bao tử với không? Mình học cái này đó, tại sư muốn bổ túc thêm cho pháp hành bao tử, có khi biết bao tử quên, nên bao tử muốn được nghe lại cái tâm vô nhân hay là tâm hữu thức này, nhãn nhĩ thiệt thân này đó, là bao tử sẽ thấy đó là cái tâm quả rồi. Cái tự tánh chỗ nào cũng có, nếu mà nó quả nó có, nhân nó gió gieo quả chỗ xanh, tự tánh chỗ nào nó cũng có à, đó là quả rồi. Nhĩ mình nghe, nhãn mình thấy, tỷ mình ngửi, lưỡi mình nếm, là nó là quả rồi. Giờ mình không có đón ở đâu thì mình cũng đón đây, ở đâu cũng vậy, đây cũng vậy thôi, đây cho ta nhờ thì mình trả ở đây thôi. Tự nghe kiểu mà thì đó đối với cái tu của Đức Phật cũng như Nên Sư Lập Đại Vipassana là quý tử ngừa cái nhanh, ngừa cái nhanh. Vì thì khi cái cảnh nó đến á mà mình muốn thì nó có, mà mình muốn cắt cũng là tại nơi đó mình chấm dứt. Chứ tự nghe kịp không? Chứ đừng nói tôi bị thử thách, tôi bị cấm dỗ, tôi bị lôi cuốn, tôi bị kéo lôi, đúng không có. Mình muốn thì nó có, họ muốn thì nó có. Chứ tự nghe kịp. Chính do đó mình phải thấy cái pháp á, là cái chỗ phương tiện, nhưng mà cái tu cái tâm mình á, đó là cuộc cánh. Cái pháp chỉ là một phương tiện cho mình thấy, cái tu cái tâm mình nó là cuộc cánh, mình nắm bắt được, giải quyết nó được đó, và mình thành tựu chính đắc tại đâu đó. Niết bàn là tâm mình biết, chứ không phải là cảnh cho mình thấy niết bàn. Ví dụ như cảnh sát, cảnh thành điểm kia nó phải là niết bàn, nhưng mà lúc mà quý tử muốn biết niết bàn cái tâm mình biết. Còn cảnh sát, cảnh thành mình thấy đó là cảnh làm cho mình theo cái tâm mình biết, hay mình tu là cái tâm mình nhiều, là cái đó là quan trọng. Cái tự nghe kịp không? Nó rất là dễ, nó ngay trong cái tai của mình, đó là cái tâm thích. Nhưng mà mình không có dùng nó, rồi cái mình chạy đi cái gì nó xa, xong mình đi chạy, vừa vô đi cái xa đi tìm hết tất cả các vũ trụ trong thế gian này. Nhưng mà ông ta đi 100 năm, ông ta cũng không ra hết được. Và cuối cùng ta cũng chết tại một biên địa của vũ trụ. Con người chúng ta cũng vậy. Chúng ta đi tìm cái niết bàn, đi khắp hết cái thế gian này trong tuổi thọ trăm năm của mình. Và mình cũng phải chết trong cái biên địa của tuổi thọ mà tại nơi nào đang đi. Nhưng niết bàn nó nằm trong cái tâm của mình, ngay con người của mình, trong mà đi đâu cả. Cái tên nghe kiệt. Hạnh phúc và khổ đau nghe cái tâm của mình, chứ đâu phải cảnh sắc thân khí địa xuất bên ngoài. Nghe cái tâm của mình được hưởng hạnh phúc khổ đau tại đây con người, đâu có đâu đi tìm bên ngoài đâu. Cái tâm của mình thấy chưa, cái đó nó hay lắm, mà mình không dùng, mà nó có thử thức, mà không có hưởng lấy, mà mình đi tìm cái thứ mới không à. Nhất là người Việt Nam nó chủ ngoại mình chạy giọng nội chủ ngoại lắm, tức là cái nào mà bên ngoài thì đi tìm, còn bên nội không dễ tới đâu. Cái tự nghe kiểu thích hành ngoại mà chứ đâu thích hành nội, hành chủ ngoại mà vọng nội đó, nó dễ đó. Nên cái tự là thực sự nó cái tâm mình thôi à, nội ngoại cũng vậy cả. Cái tự nghe kiểu ha, nên mình cũng thấy ở bên Nhật Bản á, nó dạy người dân á là hành nội dễ tốt hơn là ngoại xuất. Sức ngoại, nội địa của nó là hàng tốt lắm, mà sức ngoại đó là hàng commercial của nó, bán lẻ mau, bán tiếp, nó đâu có xài, nó đâu làm gì nó bền. Chứ mà dân của nó xài, nó làm đồ nội địa tốt lắm, mà nó cho dân nó đã hao tiền. Còn mình đi, hàng của mình đó, hàng nội địa thì dở, hàng sức ngoại nó tốt, nên mình phải nghèo quá. Theo cái tự thấy không? Việt Nam mình đó là ca cái hàng gì mà là đồ giỡn không mà cho dân mình tốn tiền xài 3 tháng 5 cái bát mua nữa, còn sức ngoại đó đang bán ra ngoài đó thì đồ tốt không à, còn dịch nó khác, nó lo gì dành đó. Còn mình cũng vậy, khi mình tu cũng vậy đó, mình đi tìm cảnh hạnh phúc, đi tìm cảnh hạnh phúc ở nơi đâu, ở người khác, ở một cái cảnh bên ngoài của người mình. Thì cảnh hạnh phúc ở đâu có, ở đó không có, ở đó không có, hạnh phúc ở đó. Cái tâm mình không có, một cái tâm mình cho mình có, chứ không phải ở nơi nào có nó cho mình được hưởng đâu. Mới tự sẽ thấy gì đó.
điều đó là thực tế, đức mặt ngày cũng phải thôi, đức mặt ngày cũng vậy, đâu có đi tìm đâu xa. Vậy cho lại nhìn thấy chính mình, khi nhận mình đó, khúc mạnh mình đó, giờ lộ cận mình đó, tại nơi tầm đó, ngồi tại gốc cây đó, chứ đâu phải đi cho đó. Chứ tôi nghe kiểu không? Giống như tôi ngồi đây, tôi từ lộ cận mình đây đó, đâu cần đi đâu. Mà nó bắt xuất mà bắt nhập. Chứ nó cả nói là, thì thấy cũng có đó được đó, chứ tôi nghe kiểu không? Rồi, tôi tới đâu cho xin nghe nữa. Cái hạnh phúc á, là cái tâm mình được an vui, cái đó là hạnh phúc. Tâm mình không có an vui, lúc nào có cảm thấy cũng là khổ đau mà, chứ không được an vui. Cái tự nghe kịp không? Khi người buồn á, tặng cảnh nó vui bao giờ đâu. Khi người buồn á, cảnh nó vui bao giờ. Phải không? Chứ đâu cái khi nào cảnh buồn làm cho tâm ta buồn. Tâm mình buồn. Đừng đấu thừa hạ tinh khác ơi. Sự nghe con bị ho, uống thuốc ho vô. Con bị ho, con ngập con ho. Đó thì là thiền thức. Thiền thức có thiền thức đó. Thiền thức cũng có thiền thức. Thiền thức cảnh bị. Con không có để ý đến cái đó. Thì con chỉ có chú tâm vào cái thở và cái chỗ đau thôi. Ừ. Con không có để ý cái đó. Sao cô kể ra được? Dạ. Con kể sao cô kể ra cho nghe đây? Tức là cô khó, cô khó. Không có khó. Đâu rồi, được không? Rồi. À que. Thì mà hiểu, sẽ hiểu. Nhưng mà quý vị tử phải không? Dạ được, sẽ nói không sai. Nhưng mà mình phải thấy cái chi tiết ra thì mình phải có hết. Nếu nó chi tiết phải nói cả hết, còn không nói chi tiết nó khoái rồi. À, như vậy có rồi xong. Nhưng mà khi mà mình nhìn thấy chính cái đó cũng là cái pháp. Cái ho cũng là cái pháp, chứ không phải mình đi tìm cái đau của cái chân mình đang ngồi que tại đó. Mình que mình tại đây nè. Que tại nó cái ho mình cũng là cái pháp nữa. Pháp vô ngã. Thế thì tại sao thấy pháp khổ đau, không thấy pháp vô thường. Tại sao mình quả biết mình đi tìm được cái vô ngã không đấy. Nhiều khi mà đi tìm nó không gặp đó, tìm không gặp đó, nó không ngờ nó đến mà gặp đó. Chứ quý vị đừng có mong rằng quý vị đi tìm, thôi mà đi tìm vô ngã không à, thật không phải, có khi khổ đau nhưng chừng chừng cái đó mình thấy mình làm lượng. Thật sự là vậy đó. Vậy đó đó, ở trong quý Vipassana, quý là đặc biệt, Vipassana là chăm chú, tức là chăm chú đặc biệt trong mọi hiện tượng phenomena, trong tất cả mọi hiện tượng. Chứ không phải nhất định tìm cái đó mình tìm, còn cái này không có tôi tìm. Quý tử nghe kịp á. Đó mới là dùng á, cái mới là dùng pháp đó. Còn cái kia đó là mình tuyển lựa pháp. Mình tuyển lựa pháp, pháp nó theo ý của mình, thì đâu có phải là pháp hiện thực của nó. Thành ra, nếu ông Tiễn Sư nói á, có những cái gọi là đột xuất đó, mà nó là cái pháp đâu mình là quả đó. Ông Ananda đâu có chuẩn bị cái ngã xuống đất đầu quả đâu. Mà đó là cái đột xuất, ông đắc được đầu quả đó. Nên tôi nghe kèo không? Nhìn đó, những cái đó với tự sư nhắc của tự hoài. Không có nên kinh xuất cái nhỏ, mà cũng cần phải tìm cái to. Cái nhỏ cái kia nó lượng được, mình đầu quả được nè. Còn tìm cái to, mình nặng quá, mà ôm nổi rồi mình té, mình chết theo nó, chứ mình chưa đầu quả. Nên tôi nghe kèo không? Chắc chắn là vậy đó, không có ai mà cho mình cái gì mà chuẩn bị hết á. Những cái gì nó đột xuất cũng là mình đáng quý. Cái đột xuất mới là đáng quý. Còn cái chuẩn bị cái đó là cái đã thường tình, đã biết rồi. Cái đó là thật sự là vậy đó. Nên biết tử biết không, trong khi mệt thì còn mệt. Sư thường hay thực tập như thế này nè, sư trình bày quý vị nghe. Trong khi sư mệt thì là mệt, vừa ngã xuống vừa một cái à. Là sẽ thấy cái gì nó khác thường đó, là sẽ nghiệm cái đó. Chứ không phải là lúc nào sẽ cũng ngồi thiền trước bàn thờ, sẽ ngồi thấy cũng bị hết đâu. Những lúc sẽ mệt nhất đó, sẽ ngã xuống và sẽ nghiệm cái đó thì coi nó khác không? Khác không? Nó thấy cái gì? Đó. Cái đó mới là cái tiền chứ. Còn mình ngồi xuống nó lâu quá, do mình thấy sự thật ở đâu. Cái đó là cái mình đã tạo ra nó mà. Như cục bột nó nặng ra nó rồi mà. Nó tự kiểu không? Thì nó ra theo ý mình thôi. Cái tình nghe kiểu không?
còn cái mà nó không ra được đó nó mới làm cái chuyện thật tiền hơn, nếu mà thấy đó là cái kết quả mình được tiền đó mới là vô thường, mới đó là khổ đau, mới cái đó mới là vô ngã. Đàn sư vẫn nói tự hòa ngủ thức không ăn chung gì hết á, đàn sư đã đưa vào cái từ khi ngủ thức không ăn chung gì hết á, đàn sư chưa mở cái cửa là gì, ý thức. Cái ngủ thức không ăn chung gì hết á, ngủ thức luôn luôn nằm trong ba yếu tố, một là nghiệp quả đưa tới, duyên đưa tạo ra, nghiệp nhân muốn tạo lại lại, cái đó là mình đó có rồi, một bọt nắng vô ra khô nè, không có cái gì. Nhưng cái ý thức là gì? Đó là cảnh pháp. Cảnh pháp là cái gì? Bất ngờ nó đến, chứ đâu có tỉnh một vị nào. Đó, thì đó đó, ông võ sĩ, ông võ sư này, ông võ là người ta đánh lén. Còn đánh trước mặt, đánh bài bản thì không có ăn chung sợ. Không ăn chung sợ. Chứ sao cũng chết hết. Cái võ sĩ nha. Đánh cái kèo này. Dạ, thưa sư, có câu hỏi là trong khi thiền á, có cách nào mà, tại vì khi mà mình thấy nhận diện ra một cái pháp nào đó thì mình cố gắng mình coi cái sắc vọng tưởng hành thức. Dạ. Cái cách nào mà làm cho mình nghĩ thật là nhanh hay là phải tập? Cái thực tế á, mà cứ tưởng mà nói thì mình nhanh á, thì chỉ có nhân ngôn võ luyện thôi, tức là mình thật tập hoài thì mình ứng rất là nhanh, cái phản ứng rất là nhanh, nó cái đó gọi là cái phản xạ, thế mà cái nó đối ngược lại với cái tâm thức mình với cái đối tượng năng lượng bên bên ngoài, tức là phản xạ lại tự nhiên, cái đó thì mình cũng là đúng, nhưng mà có khi á mình những cái đó mình cũng nằm trong khuôn khổ mình sắp đặt rồi, mình không biết á, nó mới đến cái sự thật. Còn cái mình sắp đặt đó, có kiến thức của mình trong đó cũng hẳn là cái đó là cái quyết định chính xác của mình đó. Nên á, có những khúc đó, xin nói với tự nghe là không phải Đức Phật Ngài dùng trí đâu. Có những lúc Ngài đâu có dùng trí, Ngài vẫn có bất tư nhân trí. Đó là, này chư tỳ khưu, các người đang nói điều gì đó cho Như Lai biết, bất tư nhân trí. Ngài rồi bất tư nhân trí, Ngài đi vô trong nhà restroom, đá vô đầu một người con bông, ai đó, dạ thưa con là ai, dạ con là Hồng Lan, Ngài đâu có bắt, Ngài đâu có dùng trí, chứ Ngài dùng trí cũng sáng suốt mình nhìn vô, như là cô la sang ngủ trong nhà tắm đây, Ngài biết hết à, Ngài đâu có, Ngài cũng hỏi, Ngài vẫn phải hỏi những cái gì Ngài không biết, nhưng mà khi mà biết đó, Ngài biết hết tất cả, Ngài chi tiết tất cả, Ngài sâu sắc tất cả, Ngài thấu đáo tất cả, cái trí tuệ Ngài nó mặc toàn giác là vậy đó. Như đó mình cũng trở lại đi, sư cũng vậy đó. Hồi lúc mà sư mà vô ngồi thiền á, thiền viện á, ở bên Miến Điện á, sư lấy hết kiến thức Abhidhamma nha, thù thắng là cái này, gơi gớt lắm nha, ngồi nghiệm, ngồi nghiệm pháp không à, ngồi nghiệm pháp mình học không à, sư ngồi nghiệm pháp. Sư ngồi sư nghiệm hấp mà sư quyết và tử với ông sư nói, nó cười lắm. Nhưng mấy món nghề nghiệp á, gọi là mấy món nghề nghiệp á, điểm tới tập bộ bát thành á luôn, đây là duyên này gì duyên không cần nói chắc thọ tưởng nó xưa rồi, cái đó xưa lắm rồi, này có duyên gì, những cái loại duyên gì, mà phát hiện là duyên phát hiện theo duyên gì, để phát hiện là duyên phát hiện phải duyên gì, ngồi phân tách ra đâu mà, cái lúc là trình pháp, ngài thiền sư qua đó chứ, ủa ông đang ngồi thiền hay anh đang ngồi ôn bài, hả, mình đâu ngồi ôn bài không mà, ông đâu cần ôn bài. Ông giỏi rồi, ông có cái bồng bài mà ngồi nghiện không à, chặt lắc à, cái bị la quê về tích, tưởng là được khen nhưng mà bị chê đau, về đau tấm tiết ngồi giờ bỏ hết, không ngồi nghiệp, chứ ngồi không biết không gì đó, một cái gì đây, không biết gì đây á, thì bỏ hết ra, nhưng giờ đây chắc lấy gồm hết gồm á, cũng anh vừa là cái dạng để nhìn hay là gom chứ gom đó mình phải coi là cái đó cái gì để mình nhớ mà mình mới gom nhé, gom sạch luôn mình đập không nhớ một ngày nó cũng không ra cái gì, lấy gom sạch hết rồi không nhớ cái tết về nằm nữa về ngoài phòng làm cái ngày cũng sao ngồi lên mọi người nói chứ chuyện nó đầu cái đó không cần biết, nó đầu nó gom đầu nó ra lại
biết ta nghe kiểu không, đó là cái tâm trạng sư 3 ngày là sư lượng ra là ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba sư lượng ra là vậy đó. Tự thầy thấy tâm lý của ai cũng vậy thôi, mà quý tử có một mớ, quý tử ôm hết mớ ra được luôn rồi, sẽ có một đống, sẽ có một đống sư ngồi cũng giống nhau à, mớ của Phật tử một đống sư cũng y chang nhau à, cũng ngồi ôn bài luôn, chứ không phải ngồi hành, không phải ngồi hành thiền. Quý tử nghe kịp không? Thì đó không phải rất là dễ mà quý tử tâm lý nó sẽ tâm tài nó sẽ và trong cái kinh nghiệm sẽ là ai nhiều vậy đó. Sẽ vô một cái thiền đường á, ngã mạng, vô ngồi thiền đường ngã mạng, nhìn tất cả hôm nay bằng ta hết á, các thiền sinh hẳn chung gì, rồi có cuộc gì, ngồi như cục thịt trong đó, như cục bột mà đó, không có dùng được cái gì đâu, cũng một sự sai lầm thôi. Hảo nha, tôi tự nghe kiểu không? Không có, mình phải sống thực tế với cái môi trường đó, và mình biết mình đang làm gì, gọi là sammacchanya, tỉnh giác. Còn quý tử toàn là sa tí rồi mà cũng không được, chánh niệm không đủ. Sammacchanya là mình phải biết thân mình đang làm gì, lời mình nói gì, ý mình đang nghĩ gì, trong cái tỉnh giác hiểu biết cái đó như thế nào là đúng là tỉnh giác, nó mới qua thông hành tỉnh giác, hữu lý tỉnh giác hay là vô si tỉnh giác, nó ra được cái trạng thái đó. Mà trong khi đó đã có trách nhiệm luôn luôn biết những sự kiện nó đang xảy ra, mà mình biết cái gì mình đang biết ở già là có là chánh niệm đó. Nhưng mà thật sự là cũng không phải có trí tuệ, phải có trí tuệ nữa. Ở trí tuệ mình mới cắt cái gì, thì mình giải quyết được cái gì, thì mình lượng được cái gì, thì mình không cần thấy cái gì. Cái đó là trí tuệ, chứ không phải lấy xa tí xa bà nhá hết. Nên nó cũng có không ra, không ra, không ra thì mình phải co cho lại trí tuệ. Mà trí tuệ này là văn, trí tuệ là tứ, trí tuệ là tu. Mình đang hành á, mà lấy trí tuệ tu thôi, chứ không lấy trí tuệ văn để mình giải đáp nó, lộn, sai rồi đó. Lấy trí tuệ tư để mình suy tư mà nghĩ pháp đó cũng không đúng, chặt vào đó. Tu à, tu mình thấy pháp, pháp để cho tu, trí tuệ mình giải quyết đó, chính đó là mình giải quyết. Trí tuệ tu mình đang hành mà. Phải dùng đúng bài đúng lớp của vậy mới được. Không có phải sư kinh nghiệm là đủ cái chuyện cho nên mình toàn là tắc cười không à. Sư tiêu cái chuyện tắc cười lắm. Nhưng mà rồi cũng đâu ra đó là u khô khô lại đó. Thì mình nói sư, nên nói sư nhiều khi á, một ngày sư đưa với tự nhiều á, cái với tự ngồi xuống không biết còn tự bị một rối mù trong cái vườn này, không biết ý như là sư nói cái này cái gì đây. Chứ thật ra nó không có, quý tử thấy không? Cái này những cái đó sẽ để lại đó là cái ngũ thức. Cái ngũ thức sẽ chưa nói cái ý thức, nên quý tử bị rối trong cái ngũ thức rồi. Cái thứ hai nữa đó, khi mà quý tử sẽ thấy, khi người ta nói những cái mà cảnh nó đến, thì do một cái tác ý. Thì cái tác ý mình phải có ba cái hợp rồi, chánh niệm, tỉnh giác và cái trí tuệ. Chứ không thì mình không làm được cái gì cả. Quý tử nghe hiểu không? Cái đó đó, những cái tác ý đó là mình giải quyết được cái đối tượng. Mà cái tác ý đó giải quyết được đối tượng đó, những cái đó có cần thiết cho mình đem vô thì đạt được, chứ đạt được không? Cái đó là cần thiết. Nó còn thời gian đó, mình thấy nó như vậy cũng không phải. Quý tử nghe hiểu không? Thế đó, hồi xưa đó, Ananda đi đến với Đức Phật đó, thấy Ngài cười. Ngài cười, Ananda không có đi tìm cứ do Ngài cười. Mà Ananda hiểu cái tâm ý của Ngài đang muốn diễn xuất cái cười đó là cái gì, chứ không phải Ngài cười với một cái ngẫu nhiên. Ananda tìm, nhưng Ananda tìm ra cái đó không phải Ngài kể câu chuyện đó, mà Ngài nói cái nhân quả của chính Ngài đã giải quyết, mà đạo quả của Ngài chứng đắc. Cái đó là Ananda tìm đạo quả Ngài chứng đắc trên cái trạng thái đó, chứ không phải Ngài giải thích cái câu chuyện nó đang diễn tiến bởi cái nhân quả của nó là có. Ngài không giải thích cái đó. Khác nữa, mình phải hiểu với cái người của mình á, là mình tìm cái nhân quả hiện mà đang có, cho cái nhân này có cái quả kia, nhưng mà mình không tìm cái đạo quả mà Ngài đã có trên cái này, mà Ngài dùng cái đó mà mình chứng đắc đạo quả. Mình phải tìm cái đó, hai cái nó khác. Với Phật tử cũng vậy, như cái pháp mà sư muốn nói thì tự tới luôn rồi,
này cái tự không phải dùng cái pháp mà nó đang có với nhân quả đó rồi, cái tự phải tìm cái đó với cái đạo quả mà tự phải đi tới để đạt được cái đó là đạo quả đó. Cái đó mới là cái gì chính mình đi tìm, chính cái mình đang tu cho mãi mình đi tìm cái chân quả đó, mình giải quyết thì mình trở thành một nhà bác học, một nhà đại kiến thức, một nhà kiến thức nguyên bác, nhưng mà không có cái gì cả, một bồ thí lá. Quý tự nghe kịp không? Một bồ thí lá, một bồ thí lá khổng tuất, và tới cuối cùng phải đi học ông Sai Di. Ông Sai Di ta đắc đạo quả A-la-hán mới 7 tuổi à. Và bồ thí lá một vị trụ trì, một nhà pháp sư viên bát tâm tạng thông suốt là dạy Đức Phật, đi giảng tất cả 18 nhóm đệ tử của Ngài có, nhưng Đức Phật dạy rất là bồ thí lá khổng tuất để chúng học ông Sai Di. Cái đó đó, mình ngồi để nó học cái đó đó. Như tự nghe kịp không? Là như vậy đó. Nên những cái mà sư muốn nói đó là Ananda đi học với chị giả đó của Đức Phật đó, mà còn chưa đạo quả đó. Ananda cũng chưa đạo quả, ai cũng tới đạo quả hết, mà Ananda chấp quá ngồi đợi tới 3 tháng sau mới đạo quả. Thấy tội lắm. Nhưng mà thật sự nó có còn không? Là vì sao? Nguyên bác quá, chính đó cũng là một cái cảnh lột của mình ra không được đạo quả. Tại mình nguyên bác quá, mình xấu sắc quá, mình thù thắng quá, mình ngã mạng trên đó và mình dễ vui trong được không được tu tập, rồi mình lấy cái đó là cái phương tiện chứ không phải đó là phương cách mình xài. Thế tự nhiên kêu không? Dạ, gì đó. Ngoài chưa? Còn câu hỏi nào nữa cho xin nghe. Uống bỏ qua uống nè, có thắc mắc gì chứ không thì nó hết thì giờ không ai đọc nè. Xong chưa, còn câu hỏi nữa hết à? Bị là hai câu và câu cái hết luôn, dám nói rồi. Xin nghe hả? Dạ. Xin nghe. Dạ. Cô nói trong này nha, chứ đừng nói bên mình khác đó nha. Dạ. Con thì con không không thiền như là mọi người ở đây. Yeah. Chỉ có mỗi lần là chủ nhật như vậy lớp thì con mới có thể thành được một chút xíu. Thì ngày hôm nay lúc con bắt đầu ngồi đó, khi 5-10 phút đầu tiên cái người con nó mỏi nó đau đấy, con tưởng con hoa khủng lên giường, con tưởng con muốn chạy lên ra ngoài, con không chịu nổi. Nhưng mà lúc đó tự nhiên trong đầu con gọi con kêu cứu Bạch Sơn cứu gọi. Rồi nãy sư mới gọi con một số này. Con không cần luôn Bạch Sư cứu con, mà con tự nhiên tất cả mọi chuyện nó như là nó lắng xuống. Mà khi đó thì trong tâm của con tự nhiên con cứ đọc lên, con nói con xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, mà nói liên tục cứ quy Phật, mà tự nhiên con nói liên tục như vậy. Thì như vậy là con làm sai, là như là con chú vào trong khi như con xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng như vậy, chứ con không để cho con ý thức được. Sau đó khi mà con cứ tiếp tục con quy Phật như vậy, bao nhiêu cái đau cái mỏi con không thấy cái gì hết. Tại vì con nghĩ lúc mà 5 phút 10 phút đầu tiên con không tưởng tượng là con có thể ngồi được một tiếng, mà sau đó con cứ gọi cứ bạch sư cứu con vậy. Xong cứ con chuyển sang cứ quy Phật, quy Pháp với ta, còn con làm một tiếng con không biết một cái gì. Như vậy là con bị như hôn trầm hay sao? Dạ không, con không có bị hôn trầm. Thường thường có biết tưởng tại cô Tâm Bảo mới nên không có nhớ là sự dẫn là tâm bắt một cảnh, tâm không bắt hai cảnh. Ví dụ như mà cô bị cái trạng thái mà đau quá chịu nổi, cô muốn chạy ra ngoài đó là cô đang bắt cái cảnh đó. Nhưng bây giờ cô lại khéo léo với cái đó là ngẫu nhiên mà cô làm. Nhưng mà thực sự trong cái khóa thiền người ta cũng dùng cái đó là người ta bắt cái cảnh khác. Chẳng hạn như sư cứu con là cô lấy cái đó như cái phao làm cho cô củng cố cái niềm tin, cái chánh tính cô lên lại, niềm tin lên lại, mà cô có cái tánh lên lại, cái niệm lên lại, định lên lại, cái tuệ cô lên lại, lúc đó là trở lại của quyền, tại cô không có biết cái đó đó, nên cô mới dùng cái phao là cái niềm tin cô có lên lại. Nhưng mà lúc đó cũng là lúc đó cô bắt cái cảnh đó chứ còn cô bắt cái cảnh hải hồn kia nữa, thì nó mới giảm bớt cái sự lo, bớt cái lo, bớt cái đà của thành, bớt cái lo cái tâm. Thành ra thực thì cứ quay qua chỗ quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Cũng như vậy, có những vị thiền sinh đó, khi họ bị đau quá đó, họ không có niệm cái kinh phòng sợ hay là cơn đau vào đó, họ rải tâm từ. Tại vì sao? Tại vì lúc đó đó họ nghĩ là họ đang trả cái nghiệp hồi xưa đánh đập chúng sanh, hành hạ chúng sanh, bây giờ cái thân mình bị tê, họ đau một cái hành hạ đau đớn này,
ta không đến hành hạ mình, nhưng mà chính bây giờ mình đang trả cái chuyện mình đang có bên ngoài kia. Cái ta rải tâm từ, khi người ta rải tâm từ liên tục như vậy một đoạn thời gian á, cái cơn đau họ hết. Tại vì sao? Lúc đó họ có cái tâm phóng gạt thương chúng sanh, cho tất cả chúng sanh được an vui. Con người tôi không còn màng nữa, tại tôi biết rồi, tôi phải trả rồi. Cái họ ra tâm từ, cái cơn đau nó hết. Và chính cái đó họ cũng đang sửa cái nghiệp của họ nữa. Vậy đó cũng phải làm thôi, cũng phải làm thôi. Và sư cũng đã làm, nhưng mà sư làm với cái cách khác. Mà sư làm với cái rải tâm từ, với trong cái phương hành thiền tâm từ trong quyển Kinh Nhật Tụng đó, 2 tiếng rưỡi đồng hồ, 1 tiếng rưỡi đồng hồ, sư gãi 480 cây.